Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 149. Diệp Huyên cười, ta không dám cam đoan ông sẽ đạt đến ý cảnh. Sơn Lâm, ta biết, chỉ cần cậu cung cấp tử khí hồng mông cho ta là được. Diệp Huyên, nó rất quý giá. Sơn Lâm cười khổ, Diệp Thiếu có điều kiện gì cứ việc nói đi. Chỉ cần không bảo ta đi chết, ta đều sẽ đồng ý. Diệp Huyên lại nhìn những cường giả ngụy ý cảnh khác, các người thì sao? Một số im lặng. Một số bày tỏ sẽ theo hắn. Ý cảnh. Sức cám dỗ bọn họ không thể chối từ. Diệp Huyên cười nói, nếu muốn đi thì có thể đi ngay lúc này, ta tuyệt đối không ép buộc. Những ai không muốn đi mà muốn theo ta, ta sẽ dùng hết mọi khả năng giúp các vị đạt đến ý cảnh. Yêu cầu của ta là hy vọng các vị có thể chung tay chống lại dị duy tộc. Một ông lão lên tiếng, chỉ chống lại dị duy tộc thôi. Diệp Huyên liếc sang, có thể còn vài thứ khác, nhưng đó là chủ yếu. Ông lão, còn gì khác nữa? Diệp Huyên cong môi, ông đi đi, ta không cần ông. Ông ta sửng sốt. Diệp Huyên liếc nhìn họ, ta đổi cách nói khác. Nếu bằng lòng ở lại, các vị phải nghe theo lệnh ta sẽ giúp các vị đạt đến ý cảnh. Nếu không muốn thì có thể đi ngay, ta sẽ không ngăn cản. Sơn Lâm rối rít la lên, ta ở lại, ta bằng lòng ở lại, Diệp Thiếu hãy thu nhận ta đi, tư thế gì ta cũng biết. Mọi người, khóe miệng Diệp Huyên cứng còng, má, đừng nói thằng cha này cong chứ. Sơn Lâm cười tươi rói, Diệp Thiếu thu nhận ta đi. Diệp Huyên gật đầu, từ giờ trở đi, ông sẽ theo ta. Sơn Lâm mừng rơn, vội vàng thi lễ, tham kiến Diệp Thiếu. Chẳng mấy chốc đã có vài người đi về phía sau Diệp Huyên, hiển nhiên là quyết định đi theo hắn. Ý cảnh. Cho dù chỉ có một chút hy vọng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng vẫn có người ôm lòng hoài nghi, vài người lựa chọn rời đi, nhưng con số là rất ít. Diệp Huyên nhìn về cô gái tóc đỏ váy trắng, ả là người đầu tiên hắn tiếp xúc, hiện nay không đi nhưng cũng không đến. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương có gì muốn nói sao? Ả nhìn hắn, nếu người bất ngờ thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Bất ngờ thức tỉnh. Những người khác nghe vậy thì biến sắc. Bọn họ đột nhiên nhớ ra Diệp Huyên chính là Diệp Thần. Hiện giờ hắn còn dễ nói chuyện, nhưng sau khi thức tỉnh thì sao? Tên Diệp Thần ban đầu kia thật sự là không thân thiện chút nào. Diệp Huyên nhìn bọn họ, cười nói, chư vị yên tâm, ta có thức tỉnh cũng sẽ không giam chư vị lại. Chỉ cần cùng ta chống lại dị duy tộc. Quá khứ của chư vị đều sẽ được xí xóa. Cô gái váy trắng bỗng hỏi, chúng ta có quá khứ gì? Chỉ là muốn sống mà thôi. Ngươi cũng nói muốn sống không có gì sai, đúng chứ? Đã vậy thì vì sao Diệp Thần lại giam cầm chúng ta? Diệp Huyên nhìn ả, cô thắng được Diệp Thần không? Ả nói, không. Diệp Huyên, thứ cho ta nói thẳng, đã không thắng được thì khi hắn giết cô có thể làm gì? Ả ta nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Diệp Huyên tiếp tục, sao ban đầu không chất vấn Diệp Thần như vậy đi? Cô gái váy trắng vẫn im lặng. Diệp Huyên cười, cô không làm vậy là vì cô biết mình không có tư cách đó, nói cách khác là không dám. Hắn ta mạnh nên đã lập ra trật tự, yêu cầu các người tuân theo thì các người phải làm theo. Ta thông cảm cho các người, nhưng không có nghĩa là ta thấy Diệp Thần sai. Tựu chung lại đều là sức mạnh, cô nương à. Nếu mạnh hơn Diệp Thần thì cô còn phải chịu ấm ức như thế này sao? Vấn đề là cô không mạnh bằng hắn. Sắc mặt ả ta trở nên xấu xí. Diệp Huyên quay sang nhìn những người khác, ta không bình phẩm về hành động của Diệp Thần. Bây giờ nếu các người bằng lòng theo ta bảo vệ vũ trụ này, ta cam đoan các người sẽ được tự do, lại còn có cơ hội đạt đến ý cảnh chân chính. Các người cũng có thể đi nếu muốn, ta sẽ không ngăn cản. Cô gái váy trắng nhìn hắn. Vẫn là câu hỏi kia, nếu ngươi thức tỉnh thì thế nào? Diệp Huyên trợn mắt, cô hỏi gì mà lắm vậy? Ả ta cả giận, hỏi cũng không được hả? Mắc gì hung dữ? Diệp Huyên cạn lời, bà mẹ, rốt cuộc ta giữ hay cô giữ? Hắn nhìn những người khác, thấy họ cũng đang nhìn hắn, ai nấy đều đang quan ngại vấn đề này. Diệp Huyên là người dễ nói chuyện, lại còn thông cảm cho họ, nhưng nếu là Diệp Thần thì sẽ là một vấn đề khác. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới nói, các vị yên tâm, ta sẽ không để Diệp Thần thức tỉnh.
Cô gái hỏi hắn, người định xử hắn à? Diệp Huyên gật đầu, ả giơ ngón cái, ngầu đấy. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nét mặt mọi người xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Tên này không muốn để Diệp Thần thức tỉnh. Thật lợi hại. Thật ra bọn họ cũng không biết rằng Diệp Huyên và Diệp Thần đã là một thể, chỉ có điều bây giờ Diệp Huyên đang chiếm vị trí chủ đạo thôi. Diệp Huyên đột nhiên nói, mọi người quyết định xong chưa? Những người xung quanh đều gật đầu. Thật ra dù sau này Diệp Thần thức tỉnh, bọn họ cũng sẽ đi theo Diệp Huyên. Phải biết rằng có thể đây là cơ hội đột phá ý cảnh duy nhất. Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác cả. Trừ khi là muốn chờ chết thôi. Diệp Huyên nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn về phía cô gái váy trắng, cô thì sao? À không nói gì, mà chỉ đi tới sau lưng Diệp Huyên. Nguyện vọng đã rất rõ ràng. Diệp Huyên nhìn mọi người, xung quanh có ít nhất 460 cường giả ngụy ý cảnh. Không thể không nói, số lượng này cũng rất kinh khủng. Nếu những người này đều có thể đạt đến ý cảnh chân chính thì sẽ càng đáng sợ hơn. Việc này phải dựa vào Tiểu Bạch rồi. Lúc này, Không Di kia đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Không Di, không đi cùng ta sao? Không Di mỉm cười, không thể. Không thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, sau này gặp lại. Không Di cũng gật đầu, sau này gặp lại. Sau đó, ông ta và những lão tăng bên cạnh đều dần trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc, 16 người đã biến mất. Thấy 16 người này biến mất, những cường giả ngụy ý cảnh xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt cường giả ý cảnh chân chính, bọn họ vẫn thấy rất áp lực. Cảm giác quá rõ ràng. Diệp Huyên chợt cất lời, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Cứ thế, Diệp Huyên dẫn mấy trăm người rời khỏi nhà tù này, dẫn bọn họ đi tới vũ trụ cửu duy tìm mấy người am mệnh. Đương nhiên lúc cho những người này rời đi, hắn cũng đưa ra một ít tử khí. Khi nhìn thấy những tử khí này, mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Tử khí này không thua kém gì bản nguyên đại đạo. Mà bọn họ cũng thật sự nhìn thấy hy vọng. Hy vọng đạt đến ý cảnh. Nhưng Diệp Huyên cũng rất đề phòng, vì hắn biết những người này đều không tốt lành gì, chắc chắn trong lòng đều có tính toán riêng, bây giờ hắn chỉ tạm thời kiểm soát được bọn họ thôi, chứ không phải thật sự thu phục được bọn họ. Diệp Huyên cũng không đi thẳng về, mà dẫn Tiểu Bạch và Nhị Nha đến Khai Thiên Tộc. Hắn muốn nói chuyện với phụ thân. Bên hồ, Diệp Huyên tìm thấy người đàn ông áo xanh. Người đàn ông cười nói, ngồi đi. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh người đàn ông áo xanh, y cười to, ta biết con sẽ không nhận lệnh bài kia mà. Diệp Huyên hỏi, đó là một bài kiểm tra sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, có thể xem là thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, nếu con lấy lệnh bài đó thì sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, con vẫn là con trai ta, cha che chở con cả đời. Nghe vậy, Diệp Huyên cảm thấy ấm áp, nếu biết trước như thế thì con đã lấy rồi. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, con sẽ không. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, vì con là nhi tử của ta. Diệp Huyên. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nhẹ giọng nói, con biết tiếp theo mình phải đối mặt với điều gì không? Diệp Huyên gật đầu, con biết. Người đàn ông áo xanh hỏi, có tự tin đối mặt không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, nếu con không chịu được thì sao? Người đàn ông áo xanh cười to, không chịu được thì gọi ta. Cha vẫn luôn ở đây. Diệp Huyên nhìn y, trước kia người nuôi thả con chỉ vì muốn rèn luyện con sao? Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, ta hối hận rồi. Hối hận, Diệp Huyên sửng sốt, người đàn ông áo xanh nói tiếp, mấy năm nay, ta nên cùng con trưởng thành. Diệp Huyên không nói gì. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, đừng trách ta, được chứ? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, có được gì không? Nét mặt người đàn ông áo xanh cứng đờ, sau đó y đánh một cái lên đầu Diệp Huyên. Cười mắng, có cái búa. Tiểu tử con đúng là thiếu đòn mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên cười một tiếng, cha,
trước khi người đi, con có thể nói mấy điều kiện không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, nói đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, con muốn Tiểu Bạch và Nhị Nha đi theo con. Người đàn ông lắc đầu, không được, các nàng đi theo con sẽ càng nguy hiểm, đặc biệt là Tiểu Bạch, nếu nó đi theo con, có lẽ con sẽ rất thê thảm. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì người đàn ông áo xanh lại nói, ta hiểu ý con cần tử khí của nó, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông bấm ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là... Người đàn ông áo xanh đáp, đại đạo nguyên tinh, có hơn 10.000 viên, nếu con sử dụng thỏa đáng, muốn đào tạo một nhóm cường giả ý cảnh cũng không phải việc gì khó. Diệp Huyên lập tức cất đi, hắn như nghĩ đến điều gì, lại nói, không phải đã không còn đại đạo bản nguyên nữa ư? Vì sao phụ thân vẫn còn loại tinh thạch này? Người đàn ông áo xanh cười nói, là vũ trụ này và dị duy giới không có, không có nghĩa là nơi khác cũng không có. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, rốt cuộc vũ trụ này lớn đến mức nào? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy vũ trụ này là vô cùng vô tận. Diệp Huyên trầm giọng nói, không có giới hạn. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, phụ thân có thể kể con nghe một vài chuyện thú vị của vũ trụ không? Người đàn ông áo xanh cười nói, sau này tự mình đi xem đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông lại nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía y, đi đâu thế ạ? Người đàn ông cười, vũ trụ rộng lớn như thế, ta muốn đi ngắm nhìn, tiện thể tìm kiếm đối thủ. Dù sao ba người chúng ta bây giờ đều quá cô độc. Con không thể hiểu được cảm giác cô độc đó đâu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, mọi người rất muốn bị đánh bại sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng thế, vì chỉ khi bị đánh bại, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Thật ra thì, nói đến đây, y chợt im lặng, Diệp Huyên hơi tò mò, thật ra thì sao cơ? Người đàn ông nhẹ giọng nói, ta và thiên mệnh đều lo lắng cho con, chúng ta hy vọng con bình an, nhưng cũng hy vọng con có thể trưởng thành, trở nên mạnh hơn chúng ta. Con hiểu ý cha chứ? Diệp Huyên gật đầu, con hiểu. Người đàn ông áo xanh đứng dậy, y cười một tiếng, vậy thì, hai chúng ta nên chia tay rồi. Diệp Huyên nhìn y, người sẽ dẫn mẫu thân theo chứ? Người đàn ông áo xanh cười đáp, con muốn ta dẫn nàng đi sao? Diệp Huyên gật đầu, bà ấy đã vất vả lắm rồi. Người đàn ông áo xanh cười to, y quay đầu nhìn lại, Nam Nhi, nghe thấy chưa? Diệp Huyên xoay người nhìn, thấy một người phụ nữ chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Chính là Đông Lý Nam. Lúc này, trên mặt bà có hai hàng nước mắt. Đông Lý Nam đi tới trước mặt Diệp Huyên. Bà nhìn về phía người đàn ông áo xanh, ta muốn ở lại với thằng bé. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, đi cùng ta, con đường tiếp theo, để thằng bé tự đi. Đông Lý Nam đang muốn đáp lời thì Diệp Huyên chợt nói, mẫu thân, người đi cùng phụ thân đi. Nghe vậy, Đông Lý Nam khẽ run, bà xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, run rẩy hỏi, con gọi ta là gì? Diệp Huyên cười nói, mẫu thân. Đông Lý Nam lập tức khóc như mưa. Thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn nắm lấy tay Đông Lý Nam, con không hận người. Cũng không hận phụ thân nữa. Đông Lý Nam nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, Huyên Nhi. Diệp Huyên cười nói, để con tự trưởng thành đi, con tin rằng mình sẽ không thua kém phụ thân đâu. Nghe vậy, người đàn ông áo xanh cười to, tiểu tử, không phải cha đả kích con muốn vượt qua ta thì không phải khó khăn bình thường đâu. E rằng người đàn ông xuất sắc như phụ thân của con là có 102 ở vũ trụ này rồi. Diệp Huyên. Đông Lý Nam chừng người đàn ông áo xanh, chàng chỉ biết khoác lác thôi, năm đó chẳng phải chàng cũng bị thiên mệnh đánh cho thê thảm à. Nghe vậy, người đàn ông lập tức đen mặt, đây chính là chuyện mất mặt nhất của y. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên, cười nói, sau này chắc chắn con sẽ vượt qua ông ấy. Diệp Huyên cười to, sau đó nói, phụ thân. Mẫu thân, hai người đi đi. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, thật sự có thể tự giải quyết chứ? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Người đàn ông áo xanh cười nói, được. Dứt lời, y xoay người nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch ở cách đó không xa, chúng ta nên đi rồi.
Nhị nha chớp mắt, đi thôi. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, các muội sắp chia tay tiểu huyên tử rồi. Chẳng lẽ không có quà gì sao? Nhị nha đen mặt, Dương ca, sao ngay cả muội và tiểu bạch mà huynh cũng gài thế? Người đàn ông áo xanh cười to. Nhị nha dẫn tiểu bạch đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội lấy hai chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho nhị nha và tiểu bạch, bên trong đều là kẹo hồ lô, đủ cho hai người ăn rất lâu. Hơn nữa còn do ta tự làm đấy. Kẹo hồ lô. Nhị nha và tiểu bạch lập tức sáng mắt lên. Nhị nha nhìn Diệp Huyên, tiểu huyên tử, người muốn cái gì? Diệp Huyên vội lắc đầu, ta không cần gì cả. Nhị nha lại lắc đầu, nàng mở lòng bàn tay, sau đó đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Nhị nha nói, vảy của ta, mỗi lần tiến hóa, vảy ban đầu của ta sẽ rụng, đây là vảy bị rụng vào lần tiến hóa trước của ta, ngươi cầm lấy đi. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức tỏ vẻ kích động. Vảy của nhị nha. Nếu dùng nó để chế tạo bảo giáp thì ai có thể giết mình được? Ai có thể chứ? Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ. Sau đó nói, cái này, nếu ngươi đã có ý tốt thì ta xin nhận. Nhị nha gật đầu, bên trong còn có một bình máu của ta, sau này ngươi có thể dùng để rèn luyện thân thể. Diệp Huyên cười nói, đa tạ nhị nha. Nhị nha đáp, đều là người trong nhà, đừng khách sáo. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, như nhớ đến điều gì, hắn nhìn về phía tiểu bạch chớp mắt nhị nha nhún vai, ngươi tự quyết định đi. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Huyên hé miệng cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, hắn thật sự rất thích nhóc màu trắng này. Rất đáng yêu, lúc này, nhóc màu trắng xoay người tìm nhẫn chứa đồ, tìm một hồi, nó đột nhiên lấy một thứ ra, sau đó xoay người đưa cho Diệp Huyên, lúc thấy thứ này, sắc mặt của người đàn ông áo xanh và nhị nha lập tức thay đổi. Người đàn ông áo xanh vội nói, cái này không được. Đổi, đổi thứ khác đi. Diệp Huyên. Lúc nghe thấy lời của người đàn ông áo xanh, Diệp Huyên lập tức cầm lấy thứ trong tay Tiểu Bạch. Là một cái băng cánh tay. Băng tay có màu vàng đậm, bóng loáng như gương, trên đầu băng tay có hình một con ám long màu đen sẫm, cuối băng tay là một con kim long màu vàng rực. Diệp Huyên quan sát băng tay một lúc, sau đó nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, đây là... Người đàn ông áo xanh bất đắc dĩ nhìn nhóc màu trắng, tiểu tử ngươi, đúng là hào phóng. Nhóc màu trắng chớp mắt, sau đó nhếch miệng cười. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, hay là con đổi thứ khác đi. Diệp Huyên vội nói, sao mà được, đây là tiểu bạch tặng cho con mà, cha, cha đừng làm chuyện mất mặt thế. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, nhị nha ở bên cạnh đột nhiên nói, đây là cánh tay thần thú. Diệp Huyên nhìn về phía nhị nha, cánh tay thần thú. Nhị nha gật đầu, bên trong có thần thú chi hồn và hai con rồng. Hai con rồng kia chẳng ra làm sao, còn thần thú chi hồn thì tạm coi được. Diệp Huyên vội truy hỏi, lợi hại đến mức nào? Nhị nha liếm kẹo hồ lô, dù sao cũng không lợi hại bằng ta. Diệp Huyên. Lúc này, người đàn ông áo xanh ở bên cạnh chợt cười nói, bây giờ thứ này không thích hợp với con. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Người đàn ông áo xanh giải thích, vì bây giờ con quá yếu, không thể điều khiển thứ này. Diệp Huyên đen mặt, lại làm tổn thương con mình. Người đàn ông áo xanh lại nói, thần thú chi hồn kia cũng không phải yêu thú bình thường, là một con yêu thú vượt xa ý cảnh. Sức mạnh của nó, con bây giờ hoàn toàn không thể điều khiển được. Ngoài ra, hai con rồng trong đó cũng là ý cảnh đỉnh cao, bây giờ con cũng không thể điều khiển. Con! Lúc này... Diệp Huyên đột nhiên nói, con có cách. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, cách gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cha, nó có mạnh bằng cha không? Người đàn ông áo xanh cười to, con đoán xem, phụ thân con là vô địch thiên hạ rồi. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, mẹ kiếp, ông già của mình quá là mặt dày. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó nói tiếp, thú hồn này biết đến sự tồn tại của cha không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, đương nhiên là biết. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đừng nói là cha giết nó đấy nhé. Người đàn ông lắc đầu, không phải, chỉ là trùng hợp lấy được thứ này thôi. Dứt lời, y nhìn Diệp Huyên, con thật sự muốn lấy thứ này sao?
Diệp Huyên hé miệng cười, nếu cha không phản đối, con muốn lấy. Người đàn ông áo xanh im lặng một lát rồi nói, nếu con nhận thứ này thì sẽ phải nhận nhân quả, mà nhân quả này con phải tự mình gánh vác, con phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, con nhận. Nhân quả. Hắn mà sợ sao? Nhân quả không đỡ được thì cứ đẩy lên người phụ thân thôi. Người đàn ông áo xanh gật nhẹ đầu, vậy thì con lấy đi. Nhưng con phải nhớ, lực lượng của thứ này vượt xa con bây giờ, nếu không phải thật sự hết cách thì đừng tùy tiện sử dụng nó. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, chúng ta phải đi, hình như con không buồn lắm. Diệp Huyên. Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, chăm sóc tốt cho mình. Nói xong, y dẫn theo mấy người nhóm Đông Lý Nam lập tức biến mất. Đi một cách dứt khoát. Đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, trong lòng hơi trống rỗng. Lần này cha đi thật rồi. Con đường tiếp theo, chỉ có thể tự mình đi thôi. Một lúc sau, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, xoay người rời đi, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, có một cái hộp rơi xuống từ trên chân trời. Cái hộp nhanh chóng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Hắn mở hộp ra, trong hộp là lệnh kiếm chủ kia. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, một tiếng cười lớn vang lên từ sâu trong tinh không xa xôi, cha mãi mãi bảo vệ con. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, một lát sau, hắn lắc đầu cười khẽ, cất lệnh kiếm chủ xoay người rời đi. Sâu trong tinh không nào đó. Đông Lý Nam ở bên cạnh người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, ta không nỡ xa thằng bé. Người đàn ông nắm lấy tay Đông Lý Nam, cười nói, đợi thằng bé đến tìm chúng ta. Đông Lý Nam gật nhẹ đầu. Người đàn ông áo xanh nhanh chóng dẫn mọi người biến mất. Khoảng một khắc sau, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Hư ảnh không nằm trong không gian mà nằm trong thời gian duy độ, hơn nữa theo sự xuất hiện của hư ảnh, tinh không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Vì hư ảnh này, thời gian duy độ vượt xa không gian duy độ, khiến không gian này hoàn toàn không chịu nổi. Người dị duy. Hư ảnh nhìn vào sâu trong tinh không, một lúc sau, gã đang muốn rời đi thì một thanh kiếm đột nhiên phá không bay tới, hư ảnh kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm đâm vào giữa chân mày. Oanh! Thời gian duy độ kia lập tức biến thành hư vô. Cách đó vạn dặm, người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay y. Trên mũi kiếm còn mang theo một giọt máu tươi. Đông Lý Nam nhìn y, sao vậy? Y cười nói, không có gì, đi thôi. Đông Lý Nam nhìn người đàn ông, không hỏi lại. Người đàn ông nhanh chóng dẫn theo mọi người biến mất. Khai Thiên Tộc. Trong một đại điện nào đó chỉ có hai người. Mục Lão và A Mộc Liêm. Mục Lão nhẹ giọng nói, 16 ý cảnh, chắc chắn chứ. A Mộc Liêm gật đầu. Mục Lão im lặng một lát rồi lắc đầu cười khổ, thì ra Khai Thiên Tộc ta ở vũ trụ này cũng chỉ là một con kiến. A Mộc Liêm không nói gì. Sau khi tiếp xúc với gia đình Diệp Huyên, nàng ta phát hiện Khai Thiên Tộc chẳng là gì trong vũ trụ này cả. Đặc biệt là phụ thân của Diệp Huyên, đây là một tồn tại giống như vô địch. Mục Lão khẽ thở dài, kiến thức hạn hẹp, chẳng trách năm đó tiên tổ muốn không ngừng phát triển, tầm nhìn rộng hơn mới có thể tiến bộ. Chúng ta, hay. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Ông lão hành lễ, tộc trưởng, Diệp công tử ở bên ngoài, hắn muốn gặp thế tử. Thế tử đương nhiên là A Mộc Liêm. A Mộc Liêm nói, để ta ra ngoài. Mục Lão gật đầu, nhìn A Mộc Liêm đi ra ngoài, lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão cũng không nói gì. Ngoài điện, Diệp Huyên nhìn A Mộc Liêm vừa đi ra, khẽ mỉm cười, A Mộc Liêm cô nương. A Mộc Liêm gật đầu, có chuyện gì sao? Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, trong đó là một viên tinh thạch. Đại đạo nguyên tinh. Nhìn thấy viên đại đạo nguyên tinh này, A Mộc Liêm trợn mắt, đại đạo nguyên tinh. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ ngạc nhiên, cô biết nó sao? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, người lấy nó từ đâu? Diệp Huyên đáp, cha để lại cho ta. A Mộc Liêm trầm giọng nói, thứ này vô cùng quý giá,
quý giá đến mức đủ để vô số cường giả diệt thần cảnh và ngụy ý cảnh phát điên. Diệt thần cảnh có thứ này rất có thể đạt đến ngụy ý cảnh. Mà nếu cường giả ngụy ý cảnh có thứ này, gần như là có 9 phần cơ hội đạt tới ý cảnh. Vì cường giả có thể đạt đến ngụy ý cảnh đều không phải người bình thường, dưới tình huống không có đại đạo bản nguyên mà bọn họ có thể đạt tới ngụy ý cảnh là một chuyện rất kinh khủng. Nếu có thứ này. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt phức tạp, thứ này rất quý giá. Diệp Huyên cười nói, cái này tặng cho cô. A Mộc Liêm ngẩn người, sau đó hỏi lại, tặng ta. Diệp Huyên gật đầu, nhận lấy đi. A Mộc Liêm nhìn hắn, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên cười nói, cô thấy ta giống đang nói đùa sao? A Mộc Liêm trầm giọng nói, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên đặt viên đại đạo nguyên tinh kia vào tay A Mộc Liêm, sau đó nói, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. A Mộc Liêm ngơ ngác đứng im tại chỗ, tặng cái này cho mình. A Mộc Liêm nhìn đại đạo nguyên tinh trong tay, mãi không nói gì. Diệp Huyên trở về chỗ ở cũ của Diệp Thần, cũng chính là căn nhà bên hồ kia. Lúc này, trong nhà nhỏ chỉ còn lại pháp tắc tai ách. Thấy Diệp Huyên trở lại, pháp tắc tai ách hơi ngẩn người, sau đó hỏi, hắn đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Pháp tắc tai ách đang định nói tiếp thì Diệp Huyên chợt hỏi, A Mệnh đâu? Pháp tắc tai ách nói, đang đột phá ý cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, có cơ hội không? Pháp tắc tai ách gật đầu, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, hắn nhìn pháp tắc tai ách, còn ngươi thì sao? Pháp tắc tai ách lắc đầu, tử khí không đủ, vì để không có biến cố xảy ra cho nên nhường cho các nàng trước. Diệp Huyên lấy một viên đại đạo nguyên tinh ra, đặt xuống trước mặt pháp tắc tai ách, cái này cho ngươi. Trong mắt pháp tắc tai ách lộ vẻ ngạc nhiên, đại đạo nguyên tinh, sao ngươi lại có thứ này? Diệp Huyên cười nói, đừng hỏi nhiều thế, đột phá đến ý cảnh trước đã. Pháp tắc tai ách nhìn Diệp Huyên, không hỏi thêm gì nữa, á ta cầm lấy đại đạo nguyên tinh đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyên xoay người, có mấy trăm người xuất hiện ở bên hồ. Đều là cường giả ngụy ý cảnh. Dẫn đầu chính là Sơn Lâm. Bây giờ hắn có thể bồi dưỡng những người này thành ý cảnh, nhưng hắn không chắc có thể trấn áp bọn họ. Mấy trăm cường giả ý cảnh. Chỉ có phụ thân của mình có thể trấn áp thôi. Vì thế, hắn hơi do dự. Nhưng nếu không cho những người này nhìn thấy cơ hội, bọn họ sẽ không một lòng dốc sức vì hắn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Sơn Lâm. Nghe hắn gọi, Sơn Lâm vội vàng chạy đến trước mặt hắn, cung kính cúi người, Diệp Thiếu có gì phân phó. Diệp Huyên nhìn gã, có muốn đạt tới ý cảnh không? Sơn Lâm sửng sốt, sau đó không ngừng gật đầu, muốn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện. Đại đạo nguyên tinh, lập tức có người hô to. Xung quanh trở nên ồn ào. Đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm trước mặt Diệp Huyên giật lấy đại đạo nguyên tinh trong tay hắn, lúc này, gã như rơi vào trạng thái điên cuồng. Đại đạo nguyên tinh đấy. Chính đại đạo bản nguyên này đã chặn lại con đường đại đạo của gã. Nếu gã sinh sớm mấy trăm nghìn năm, gã có thể thua kém ai chứ? Như cảm nhận được điều gì, Sơn Lâm nhìn về phía Diệp Huyên vẫn luôn nhìn gã bằng ánh mắt lạnh như băng. Lúc này, Sơn Lâm mới nhớ ra hình như Diệp Thiếu trước mắt vẫn chưa nói sẽ cho mình. Có trả lại không? Sơn Lâm nắm chặt viên đại đạo nguyên tinh trong tay phải, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Một lát sau, Sơn Lâm đột nhiên đưa viên đại đạo nguyên tinh kia cho Diệp Huyên, cười ngượng ngùng, Diệp Thiếu, ta hơi kích động, mong cậu thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, đây chính là đại đạo nguyên tinh, nếu bây giờ ông bỏ chạy, ông hoàn toàn có thể dùng nó để đạt tới ý cảnh. Sơn Lâm cười khổ, Diệp Thiếu nói đúng, nhưng đây là của Diệp Thiếu cho ta thì nó mới là của ta, nếu không cho, ta không thể cướp được. Gã từng nghĩ đến việc sẽ cướp, nhưng cuối cùng gã vẫn không làm thế. Lý trí chiến thắng dục vọng. Tại sao? Rất đơn giản, Diệp Thiếu trước mặt đâu phải người bình thường. Trước kia đại đạo nguyên tinh đã biến mất rồi, đừng nói là đại đạo nguyên tinh. Ngay cả một chút khí đại đạo bản nguyên cũng không còn nữa,
mà lúc này, Diệp Thiếu lại lấy một viên đại đạo nguyên tinh ra. Đại đạo nguyên tinh đó. Sơn Lâm biết rõ nếu gã cướp đi viên đại đạo nguyên tinh này, rất có thể sẽ kéo đến họa sát thân. Diệp Huyên cười nói, thật sự không cướp đi sao? Sơn Lâm liên tục lắc đầu, Diệp Thiếu, ta rất động lòng, nhưng vẫn là câu nói cũ, Diệp Thiếu cho ta sẽ lấy, không cho ta sẽ không lấy. Diệp Huyên nhìn Sơn Lâm một lúc, sau đó cười nói, đúng là cho ông đấy. Sơn Lâm hơi do dự, sau đó nói, cái này thật sự quá quý giá, ta không thể, nói đến đây, gã lắc đầu thở dài, hầy, thôi, đây là chút tấm lòng của Diệp Thiếu, nếu ta từ chối thì chẳng phải quá không nể mặt Diệp Thiếu sao. Dứt lời, gã vội vàng nhận lấy đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ông mặt dày thật đấy. Sơn Lâm cười to, sau đó cúi người, đa tạ Diệp Thiếu. Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì hắn đột nhiên nhíu mày nhìn về phía xa, lúc này, những cường giả ngụy ý cảnh kia đều đang nhìn Sơn Lâm với nét mặt không có ý tốt. Rõ ràng là muốn cướp. Thấy cảnh này, Sơn Lâm lập tức đề phòng. Diệp Huyên bật cười, sao nào, mọi người muốn cướp à? Nghe vậy, những cường giả ngụy ý cảnh kia đều nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn cười nói, nếu mọi người muốn cướp thì bây giờ có thể ra tay. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, trong tay lại có thêm mười mấy viên đại đạo nguyên tinh, ở chỗ ta còn một ít, các ngươi có muốn cướp không? Thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả ngụy ý cảnh kia lập tức trở nên nặng nề. Còn nhiều thế. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lùng, đến đây. Đến cướp đi, đừng sợ. Thấy thế. Những cường giả ngụy ý cảnh chẳng những không dám ra tay mà còn vô cùng kiêng dè. Thật ra bọn họ hoàn toàn không dám ra tay. Phải biết rằng lúc trước sau lưng Diệp Huyên còn có 16 cường giả ý cảnh nữa. 16 cường giả ý cảnh. 16 người này đã đủ càn quét tất cả mọi người xung quanh rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Sơn Lâm, bây giờ ông cứ đột phá ý cảnh ở đây, người của ta sẽ âm thầm bảo vệ ông. Sơn Lâm cung kính cúi người, cảm ơn Diệp Thiếu. Dứt lời, gã lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu đại đạo nguyên tinh trong tay. Khi đại đạo bản nguyên tiến vào, cả người Sơn Lâm khẽ run rẩy. Rất thoải mái. Thân thể Sơn Lâm bắt đầu điên cuồng hấp thu đại đạo bản nguyên chi khí, sau đó, khí thế của Sơn Lâm lập tức tăng vọt. Thấy cảnh này, những cường giả ngụy ý cảnh phía xa lập tức mất bình tĩnh. Còn Diệp Huyên thì xoay người đi vào trong nhà trúc. Đọc sách. Việc hắn cần làm bây giờ chính là chờ đợi, đợi mấy người A Mệnh đạt tới ý cảnh, sau đó sẽ quyết định đào tạo những cường giả ngụy ý cảnh này. Bây giờ vũ trụ này thật sự quá ít cường giả, muốn chống lại dị duy tộc là một chuyện quá khá khăn. Những cường giả ngụy ý cảnh ở bên hồ đưa mắt nhìn nhau, lúc này, cô gái váy trắng trong đám người chợt cất lời, phụ thân hắn có thể khiến 16 cường giả ý cảnh thần phục. Các ngươi cảm thấy ông ta là người bình thường sao? Mọi người im lặng. Cô gái váy trắng lại nói, đại đạo nguyên tinh đã biến mất từ thời đại của chúng ta rồi, đại đạo bản nguyên chi khí càng không còn. Nhưng hắn lại có thể lấy ra nhiều như thế. Như vậy có nghĩa là gì? Mọi người nhìn về phía cô gái váy trắng, ả nhẹ giọng nói, có nghĩa phụ thân của hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, hắn còn tặng đại đạo nguyên tinh cho người khác. Cũng có nghĩa là trong mắt hắn và phụ thân hắn, đại đạo nguyên tinh này không hề quý giá chút nào. Nói đến đây, ả im lặng một lát rồi kết luận, người có thể khinh thường đại đạo nguyên tinh như thế, các ngươi tự suy nghĩ đi. Tự suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Cô gái váy trắng nhìn về phía Diệp Huyên trong nhà trúc, nhẹ giọng nói, hắn cho Sơn Lâm đại đạo nguyên tinh ngay trước mặt chúng ta là muốn cho chúng ta biết hắn cần người nghe lời. Chỉ người nghe lời mới được có đại đạo nguyên tinh. Dứt lời, ả nhìn mọi người xung quanh, người nào không muốn thuần phục thì bây giờ có thể đi. Nhưng lại không có một ai nhúc nhích. Đi. Có đánh chết bọn họ cũng không đi. Cô gái váy trắng lạnh nhạt nói, nếu không đi thì ổn định vị trí và tâm lý của mình đi. Nói xong, ả đi về phía nhà trúc. Mọi người nhìn cô gái váy trắng, hơi nghi ngờ không biết ả muốn làm gì. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn ả, ả nhìn Diệp Huyên, sau đó,
ả cúi người nói nhỏ mấy câu bên tai Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó lấy một viên đại đạo nguyên tinh ra cho cô gái váy trắng. Thấy cảnh này, những cường giả ngụy ý cảnh ở ven hồ lập tức xôn xao. Cứ thế cho luôn ư? Những cường giả ngụy ý cảnh kia mở to mắt, tỏ vẻ khó tin. Có ẩn tình gì đó? Chắc chắn là có giao dịch mờ ám không muốn cho người khác biết. Ven hồ, các cường giả ngụy ý cảnh chợt nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Chẳng lẽ Diệp thiếu này háo sắc? Háo sắc? Lúc này, lại có một cô gái đi về phía Diệp Huyên. Cô gái rất xinh đẹp, mặc một bộ váy đỏ thẫm, vóc người là lướt đầy đặn giống như một quả đào mật chín, cực kỳ quyến rũ. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn ả ta, đang định lên tiếng thì ả ta đột nhiên cười quyến rũ nói, Diệp thiếu, chúng ta đổi sang một nơi khác đi. Đổi sang nơi khác. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ nghi ngờ, làm gì? Cô gái cười yêu kiều, Diệp thiếu, người phụ nữ khi nãy có thể làm gì thì ta cũng có thể, không chỉ thế mà còn có thể làm tốt hơn cả nàng ta nữa. Diệp Huyên chớp mắt, có phải cô hiểu lầm cái gì rồi không? Cô gái chớp mắt, nụ cười càng mập mờ hơn, không có hiểu lầm. Diệp thiếu, chúng ta đổi sang một nơi khác, ta sẽ khiến Diệp thiếu thoải mái. Diệp Huyên đen mặt, cô đang quyến rũ ta ư. Cô gái cười yêu kiều, Diệp thiếu, chàng sẽ bị ta quyến rũ thôi. Diệp Huyên quan sát cô gái, không thể không nói, vóc dáng của ả ta không tệ. Báu vật tuyệt thế. Thấy Diệp Huyên quan sát mình, cô gái lập tức sáng mắt lên, ả ta nhẹ nhàng kéo áo mình, một vùng trắng như tuyết lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Làm càn. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên. Hắn vung tay áo, Diệp Huyên ta là loại người đó sao? Cô đừng có sỉ nhục ta. Cô gái sửng sốt, lúc này, ả ta chợt xoay người, nhìn thấy một cô gái đứng sau lưng mình. Pháp tắc vận mệnh. A mệnh. Lúc này, A mệnh đã đạt tới ý cảnh rồi. Ý cảnh chân chính. A mệnh nhìn Diệp Huyên cười nói, A mệnh, cô đến rồi. A mệnh lạnh nhạt hỏi, không làm phiền ngươi chứ? Diệp Huyên vội lắc đầu, sao có thể? Cô biết ta không phải loại người như thế mà. A mệnh nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía cô gái, đi ra ngoài. Cô gái không dám lỗ mãng, phải biết rằng vị trước mặt đã đạt tới ý cảnh rồi. Hơn nữa còn không phải cường giả ý cảnh bình thường. Những pháp tắc vũ trụ như A mệnh đều do Diệp Thần trước đây đào tạo, thực lực và kiến thức, đặc biệt là khả năng khống chế thời gian của các nàng. Một vài cường giả ý cảnh cũng không thể sánh bằng. Cô gái cung kính lui xuống. A mệnh nhìn Diệp Huyên, hắn đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu. A mệnh gật đầu, nàng ấy nhìn ra ngoài, sau đó nói, người muốn để bọn họ đạt đến ý cảnh sau. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta cần nhiều trợ thủ hơn. A mệnh nói với giọng điệu nặng nề, ta sợ bọn họ sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta có chừng mực. A mệnh đang định nói tiếp thì có một cô gái đột nhiên xuất hiện, chính là pháp tắc thời gian. Lúc này, pháp tắc thời gian cũng đã đạt tới ý cảnh. Pháp tắc thời gian trầm giọng nói, phong ấn kia sắp biến mất rồi. Sắp biến mất. Diệp Huyên cau mày, nhanh thế ư. Pháp tắc thời gian gật đầu. A mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi xem sao. Sau đó, ba người lập tức biến mất khỏi nhà trúc. Thấy mấy người Diệp Huyên biến mất, mấy cường giả ngụy ý cảnh bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khó hiểu. Lúc này, một ông lão đột nhiên nói, các vị, cô nương khi nãy nói đúng, chúng ta phải ổn định vị trí và tâm lý của mình, nếu không sẽ mãi mãi không thể có được sự giúp đỡ của Diệp Thiếu. Hơn nữa đừng trách ta nói thẳng, bên cạnh Diệp Thiếu có không ít cường giả ý cảnh, đối với hắn, chúng ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đặc biệt là bây giờ. E rằng chúng ta không có giá trị gì với hắn cả, chỉ khi đạt tới ý cảnh, chúng ta mới có giá trị với Diệp Thiếu thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta đạt tới ý cảnh trước đã. Mọi người yên lặng. Ông lão nói tiếp, dù sao lão phu cũng chuẩn bị đi theo Diệp Thiếu. Rất nhiều cường giả xung quanh cũng âm thầm ra quyết định. Ba người Diệp Huyên đi tới tinh không bị phong ấn kia một lần nữa, mà Diệp Huyên phát hiện. Những kiếm khí đại ca của hắn để lại trên cửa ra của dị duy giới đã trở nên hư ảo đến mức trong suốt. Sắp biến mất rồi.
Ngoài ra, những phù văn Diệp Thần để lại trước đây cũng ngày càng mờ đi. Phong ấn này sắp biến mất rồi. A Mệnh trầm giọng nói, nhiều nhất một tháng, phong ấn ở nơi này sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó, người dị duy sẽ có thể không chút kiêng dè tiến vào vũ trụ của chúng ta. Một tháng. Diệp Huyên sa sầm mặt, không nói gì. Pháp tắc thời gian chợt cất lời, phải làm sao đây? A Mệnh định đáp lời thì vòng xoáy đen kịt phía xa đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó, một hư ảnh chợt xuất hiện trước vòng xoáy màu đen. Người dị duy, ba người Diệp Huyên nhìn về phía người dị duy kia, người dị duy khàn giọng nói, Diệp Thần, nghe nói ngươi có rất nhiều chỗ dựa, đúng không? Diệp Huyên vội lắc đầu, không có, ta không có chỗ dựa, Diệp Huyên ta chưa từng dựa vào bất cứ một ai. A Mệnh nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Lúc này, người dị duy lại nói, chúng ta đã điều tra về ngươi rồi, theo ta được biết, sau khi đầu thai, ngươi có một muội muội và phụ thân. Hai người họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó thay đổi sắc mặt, hoảng hốt nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi đừng đi tìm bọn họ, Diệp Huyên ta tự làm tự chịu, các ngươi có gì cứ nhằm vào ta, đừng đi tìm bọn họ, có nghe thấy không? Người dị duy lạnh lùng nói, muộn rồi. Diệp Huyên chớp mắt, một khắc sau, nét mặt hắn chợt trở nên dữ tợn, hét to, đừng làm tổn thương phụ thân và muội muội của ta. Xin các ngươi đừng làm tổn thương bọn họ. Xin các ngươi. A Mệnh. A Mệnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Chủ nhân này của mình diễn giỏi thật đấy. Tìm người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng. E rằng chủ nhân chỉ mong người dị duy này đi tìm bọn họ thôi. A Mệnh nhìn Diệp Huyên, thật ra, nàng ấy hơi khâm phục Diệp Huyên, diễn xuất quá đỉnh. Người dị duy phía xa đột nhiên nói, Diệp Thần. Nếu ngươi không muốn bọn họ chết thì tự sát đi. Tự sát. Rõ ràng người dị duy này vẫn khá sợ Diệp Huyên sẽ thức tỉnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có phải nếu ta tự sát, các ngươi sẽ bỏ qua cho phụ thân và muội muội thanh nhi của ta không? Người dị duy nói, phải. Diệp Huyên nhìn người dị duy, sao ta tin tưởng các ngươi được? Người dị duy cười nhạt, ngươi có sự lựa chọn sao? Diệp Huyên nhìn chằm chằm người dị duy kia, ta không tin các ngươi. Người dị duy nói, vậy ngươi cứ đợi nhặt xác của phụ thân và muội muội mình đi. Diệp Huyên gằn giọng nói, sao cơ, người dị duy hèn hạ như thế ư, sợ ta thức tỉnh nên dùng người thân để uy hiếp ta. Người dị duy nói, đúng là buồn cười. Diệp Thần, chúng ta là kẻ thù của ngươi, sao không thể dùng người thân của ngươi để uy hiếp ngươi chứ? Diệp Huyên nổi giận, hèn hạ. Người dị duy lắc đầu, Diệp Thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ nếu ngươi tự sát, chúng ta có thể bỏ qua cho vũ trụ này và phụ thân muội muội của ngươi. Diệp Huyên siết chặt hai tay, sắc mặt dữ tợn, có vẻ cực kỳ tức giận. Lúc này, người dị duy kia chợt nói, đợi nhặt xác của bọn họ đi. Nói xong, gã ta xoay người biến mất, vòng xoáy màu đen kia khôi phục như ban đầu. Mà sắc mặt Diệp Huyên cũng bình tĩnh trở lại. A Mệnh lên tiếng, bọn họ sẽ đi tìm phụ thân và muội muội của ngươi chứ. Diệp Huyên nhún vai, nếu chỉ số thông minh của người dị duy này chỉ có thể, ta cảm thấy dường như cũng không đáng sợ lắm. A Mệnh. Một lát sau, ba người rời đi. Ba người trở lại căn nhà ven hồ, lúc này, những cường giả ngụy ý cảnh kia vội chặn trước mặt Diệp Huyên. Ông lão dẫn đầu cung kính cúi chào Diệp Huyên, Diệp Thiếu, chúng ta sẵn lòng đi theo cậu. Diệp Huyên nhìn mấy người họ, cười nói, không vội, các ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Dứt lời, hắn dẫn hai người A Mệnh đi vào nhà trúc. Bên ngoài, mấy người nhóm ông lão sững sờ đứng yên tại chỗ. Trong nhà trúc, ba người Diệp Huyên ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn pháp tắc thời gian, liên lạc được với Niệm Niệm và Đồ chưa? Pháp tắc thời gian lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không liên lạc được. Pháp tắc thời gian gật đầu, không có chút tin tức nào. Diệp Huyên sa sầm mặt, sao có thể không liên lạc được chứ? Pháp tắc thời gian đột nhiên nói, ngươi không cần lo lắng cho bọn họ, với thực lực của bọn họ, vũ trụ này không có bao nhiêu người có thể đả thương bọn họ đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cho dù thế nào vẫn nên cố gắng liên hệ xem sao. Pháp tắc thời gian gật đầu, được.
Diệp Huyên lại nói, còn một chuyện nữa, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải tuyển người. Pháp tắc thời gian nhìn Diệp Huyên, tuyển người. Diệp Huyên gật đầu, chiêu mộ toàn bộ cường giả cao cấp của vũ trụ, cường giả diệt thần cảnh và ngụy ý cảnh. Pháp tắc thời gian trầm giọng hỏi, bọn họ sẽ đến chứ? Diệp Huyên cười khẽ, hắn mở lòng bàn tay, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện, chiêu mộ bằng cái này. Pháp tắc thời gian nói, người có bao nhiêu? Diệp Huyên cười, không ít. Pháp tắc thời gian nhẹ giọng nói, nếu có quá nhiều cường giả ý cảnh, ta sợ sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. A Mệnh cũng gật đầu, ví dụ như những người ở bên ngoài, nếu bọn họ đều thăng đến ý cảnh, ta sợ bọn họ sẽ phản bội chúng ta, khi đó, chúng ta sẽ tiền mất tật mang. Diệp Huyên quay đầu nhìn những cường giả ngụy ý cảnh bên ngoài, chuyện này để ta xử lý. A Mệnh nhìn hắn, được. Diệp Huyên nói, A Mệnh, giúp ta liên lạc với bất tử đế tộc, bảo tất cả cường giả cao cấp của bất tử đế tộc đến đây. Đương nhiên hắn sẽ không quên bất tử đế tộc. Bây giờ hắn có tài nguyên tốt như thế, đương nhiên phải ưu tiên cho bất tử đế tộc rồi. A Mệnh gật đầu, được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta bế quan một khoảng thời gian. A Mệnh đột nhiên nói, người đợi đã. Dứt lời. Nàng ấy đứng dậy rồi biến mất. Nàng ấy nhanh chóng xuất hiện một lần nữa, lúc này, bên cạnh nàng ấy có thêm một cô gái. Pháp tắc sinh mệnh. Lúc này pháp tắc sinh mệnh cũng đã đạt tới ý cảnh. A Mệnh nhìn Diệp Huyên, cho nàng đi theo ngươi. Diệp Huyên cười nói, được. Hắn biết A Mệnh sợ những người bên ngoài làm hại đến hắn. Thật ra, nàng ấy cũng không biết với Diệp Huyên bây giờ. Cường giả ý cảnh bình thường hoàn toàn không thể làm gì hắn, thuật rút kiếm của hắn hoàn toàn có thể chém chết cường giả ý cảnh, càng không nói đến những người này chỉ là ngụy ý cảnh. Đương nhiên nếu những người đó cùng xông lên, hắn vẫn không thể thắng được. Quá đông. Một lát sau, A Mệnh và pháp tắc thời gian rời đi. Diệp Huyên tiến vào tiểu tháp. Cũng may phụ thân không mang tiểu tháp đi, trước mắt nó vẫn giúp ích cho hắn rất nhiều. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, tiểu tháp, hình như ngươi không muốn đi với cha của ta lắm. Tiểu tháp cười hì hì, không phải ta không đi với chủ nhân, mà là chủ nhân muốn ta ở lại giúp người. Diệp Huyên thắc mắc, giúp ta cái gì? Tiểu tháp nghiêm túc nói, tiểu chủ, người đừng xem thường ta. Ta có lá bài tẩy và sát chiêu đấy. Diệp Huyên lập tức thấy tò mò, lá bài tẩy và sát chiêu gì? Tiểu tháp nói, bí mật. Diệp Huyên cạn lời. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, thật đấy, người nghĩ xem, ta đi theo chủ nhân nhiều năm như thế, người cảm thấy ta không có sát chiêu gì sao? Diệp Huyên hỏi, vậy sao lúc trước người còn bị tiểu đạo bắt? Tiểu tháp cứng họng, ta. Diệp Huyên cười, không nỡ dùng sao? Tiểu tháp vội gật đầu, đúng thế, không nỡ dùng. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Mở lòng bàn tay ra, cánh tay thần thú xuất hiện. Diệp Huyên nhìn cánh tay thần thú trong tay, hắn im lặng một lúc lâu, sau đó chợt bấm ngón tay, một giọt máu tươi rơi lên cánh tay thần thú. Nhưng lại không có chút phản ứng nào. Diệp Huyên cau mày, sao lại không có phản ứng được? Chẳng lẽ máu không đủ? Diệp Huyên lại chuẩn bị nhỏ máu, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong cánh tay thần thú, đừng lãng phí máu nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó vội nói, thần thú tiền bối. Giọng nói trong cánh tay thần thú lại vang lên, là ta. Diệp Huyên chắp tay, chào thần thú tiền bối. Thần thú nói, với thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa thể điều khiển lực lượng của ta và hai con rồng kia, nếu cố dùng, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, đáng sợ đến thế ư. Thần thú nói, đừng nói đến lực lượng của ta. Chỉ lực lượng của hai con rồng kia ngươi cũng khó điều khiển, nhưng, ngươi cũng có thể thử xem sao. Diệp Huyên cười nói, được, xin tiền bối chỉ giáo. Lúc này băng tay thần thú lập tức biến thành một tia sáng đen bay vào trong cánh tay của Diệp Huyên. Oanh! Người Diệp Huyên lập tức run rẩy, hắn cảm thấy tay phải của mình như sắp vỡ ra vậy, vô cùng đau đớn. Giọng nói của thần thú lại vang lên một lần nữa, cố nhịn chút. Diệp Huyên gật đầu, dù rất đau, nhưng đối với một người tu luyện thân thể như hắn, cái này chẳng là gì cả.
Một lát sau, cánh tay thần thú kia đã hoàn toàn hòa làm một với cánh tay phải của Diệp Huyên. Thần thú nói, cảm nhận thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn nắm chặt tay phải, trong nháy mắt, hai con rồng trên tay phải của hắn chợt lượn vòng theo cánh tay thần thú. Cả tiểu tháp đều không ngừng rung động. Lực lượng. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy cánh tay phải có một lực lượng vô cùng đáng sợ. Thần thú kia cất lời, đây là lực lượng song long, bây giờ chắc là ngươi có thể phát huy ra 5 phần lực lượng song long. 5 phần. Diệp Huyên chớp mắt, chỉ 5 phần thôi sao? Thần thú hỏi, chê ít à? Diệp Huyên gật đầu, hơi ít thật. Thần thú nói, đừng có mà chê ít, với cảnh giới của ngươi bây giờ có thể phát huy 5 phần thực lực đã là rất kinh khủng rồi. Nếu ngươi muốn phát huy tất cả lực lượng của bọn họ thì ít nhất phải đạt đến ý cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta có thể phát huy ra mấy phần lực lượng của ngươi. Thần thú im lặng một lát rồi nói, một phần cũng chết. Một phần cũng chết. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi lại, một phần cũng chết. Thần thú cười to, không tin à. Diệp Huyên trầm giọng nói, thực lực của tiền bối vượt xa ý cảnh sao? Thần thú cười, có thể xem là thế. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, so với cha của ta thì người thế nào? Thần thú rất thẳng thắn, không đánh lại. Không đánh lại. Diệp Huyên đang định đáp lời thì thần thú lại nói, cha của ngươi rất mạnh, mạnh hơn ngươi nhiều. Diệp Huyên đen mặt. Thần thú cười to, đây là lẽ đương nhiên mà, ngươi còn rất trẻ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, lại hỏi, tiền bối có biết đến Diệp Thần không? Thần thú đáp, không quen, nhưng từng nghe đến tên tuổi của hắn. Diệp Huyên hỏi, tên tuổi. Thần thú giải thích, đúng thế. Hắn là một người rất đáng sợ, ngươi không biết đâu, hắn từng giết chết một cường giả hơn ý cảnh chỉ trong nháy mắt đấy, giết thẳng tay. Thẳng tay giết chết một cường giả hơn ý cảnh. Diệp Huyên không nói gì, hắn biết, thực lực của Diệp Thần này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Hơn nữa e rằng dù là mấy người A Mệnh cũng không hoàn toàn hiểu rõ Diệp Thần. Thần thú lại nói, thật ra với thực lực của hắn, dị duy tộc hoàn toàn không thể giết chết hắn. Nhưng hắn lại chết, chuyện này khá là khó hiểu. Lúc này, Diệp Huyên nhớ đến đạo nhất. Trước kia không gì từng điều tra, có 3 nguyên nhân khiến Diệp Thần bỏ mạng, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đạo nhất. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối, sao người lại ở trong cái băng cánh tay này thế? Thần thú cười nói, đây là một câu chuyện buồn, kể ra rất dài dòng, không nói với người đâu. Diệp Huyên. Thần thú lại nói, ta có một công pháp, ngươi có hứng thú không? Diệp Huyên vội hỏi, công pháp gì? Thần thú nói, thủ thần quyết. Diệp Huyên lại hỏi, lợi hại không? Thần thú cười to, tạm được. Chủ yếu là vừa khéo thích hợp với ngươi, vì ngươi là thể tu, nếu kết hợp với cánh tay thần thú sẽ càng mạnh hơn. Vì sau khi vận chuyển thú thần quyết này, có thể nâng cao vượt bậc lực lượng của bản thân trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyên vội truy hỏi, nâng cao bao nhiêu? Thần thú đáp, ít nhất gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó lập tức nói, học. Có thần thú quyết này, chẳng phải thuật rút kiếm của mình sẽ dễ dàng đột phá hơn 100 tia kiếm khí à? Bây giờ thuật rút kiếm của hắn đã có thể chồng 100 lần rồi. Mà 100 lần thuật rút kiếm chồng lên nhau này đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với cường giả ý cảnh. Theo phỏng đoán của hắn, nếu có thể trồng đến 130 đạo thì hoàn toàn có cơ hội giết chết cường giả ý cảnh trong nháy mắt. Lúc trước việc đó là chuyện bất khả thi. Nhưng bây giờ nếu kết hợp với thú thần quyết này, hắn hoàn toàn có cơ hội trồng thuật rút kiếm đến 130 lần. Ngoài ra, hắn còn có thể mượn dùng lực lượng của cánh tay thần thú. Dù là cánh tay thần thú hay thú thần quyết cũng đều để phục vụ cho thuật rút kiếm cả. Diệp Huyên bắt đầu học tập thú thần quyết, vì có thần thú hướng dẫn nên hắn học rất nhanh. Trong quá trình học thú thần quyết, Diệp Huyên cũng hơi kinh ngạc, vì hắn phát hiện nó thật sự quá bá đạo. Đây hoàn toàn không phải thứ loài người có thể học. Khi phát hiện điều này, Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, ta học cái này thật sự không sao chứ? Thần thú đáp, không sao. Diệp Huyên hỏi tiếp, hình như thứ này không phải cho loài người học đúng không?
Thần thú nói, đúng là thế. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ta học. Thần thú cười, ngươi không phải người bình thường. Diệp Huyên. Diệp Huyên không xoắn suýt nữa mà lại tiếp tục tu luyện. Một ngày sau, dưới sự chỉ điểm của thần thú, Diệp Huyên đã hiểu rõ thú thần quyết kia. Thần thú nói, bây giờ ngươi vận chuyển nó thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong nháy mắt, huyết dịch trên người hắn lập tức sôi trào, sau đó, một lực lượng mạnh mẽ dâng lên từ trong người hắn tựa như núi lửa phun trào. Lúc này, toàn bộ tiểu tháp đều rung động. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người kiềm chế một chút, đừng khiến ta sập mất. Diệp Huyên. Thần thú cất tiếng hỏi, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn hai tay mình, sau đó nói, ta cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Thần thú nói, thú thần quyết kết hợp với cánh tay thần thú, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn tay phải của mình, lúc này, hắn có một cảm giác, đó là có thể một chọi một với nhị nha. Đương nhiên chắc chắn không đấu lại. Lực lượng thân thể của nhị nha có thể nói là mạnh nhất thế gian. Chỉ nói đến lực lượng thân thể và phòng ngự thân thể, e rằng dù là thần thú này cũng chưa chắc đấu lại nàng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt rời khỏi tiểu tháp. Hắn đi tới một vùng tinh không yên tĩnh. Tinh không này không hề có một sinh mệnh nào, là một tinh vực diệt vong. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn mở lòng bàn tay. Một thanh trường kiếm có vỏ xuất hiện trong tay hắn. Kiếm linh. Đây là thứ phụ thân để lại cho hắn trước khi đi. Diệp Huyên đứng im một lúc, sau đó đột nhiên điều động thú thần quyết, rút kiếm chém một phát. Ong. Một tiếng kiếm reo chợt vang vọng khắp tinh vực này. Oanh. Theo một kiếm chém xuống, cả tinh vực bắt đầu sụp đổ. Không chỉ có tinh vực này mà ngay cả thời gian duy độ của nó cũng bị một kiếm này chém tan. Còn Diệp Huyên lại trở nên vô cùng yếu ớt. Vô cùng yếu ớt. Chiêu kiếm này nhưng rút đi hết sức lực trên người hắn vậy. Lúc này, thần thú lên tiếng, uy lực kiếm kỹ này của ngươi, rất mạnh. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta tự nghĩ ra đấy, cũng bình thường thôi. Thần thú hơi nghi ngờ, ngươi tự nghĩ ra. Diệp Huyên gật đầu. Thần thú im lặng một lát rồi nói, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên cười ha ha, lúc này, thần thú lại nói, ý ta là da mặt của ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên cứng đờ. Thần thú lại nói, khi nãy ngươi cũng không sử dụng lực lượng của cánh tay thần thú đúng không? Diệp Huyên gật đầu, không có. Thần thú nói, vậy đúng rồi, nếu sử dụng cánh tay thần thú, có lẽ kiếm kỹ này của ngươi sẽ còn mạnh hơn. Nhưng thân thể và thần hồn của ngươi bây giờ khó mà chịu được. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng lo lắng về điều này. Tiền bối, có cách gì tăng cường thân thể và thần hồn của ta không? Thần thú im lặng một lát rồi nói, rất khó. Vì thân thể ngươi được rèn luyện bằng việc hấp thu máu của tiểu nha đầu kia, trừ khi có thú huyết mạnh hơn của nàng, nếu không ngươi rất khó đột phá thêm. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, ý là ta đã đến bình cảnh rồi sao? Thần thú đáp, đúng thế. Bây giờ ngươi có thể mượn việc chiến đấu để nâng cao bản thân. Tìm đối thủ mạnh, sau đó không ngừng đột phá giới hạn của mình. Đối thủ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Bên hồ, trước nhà Trúc. Diệp Huyên vừa trở về bên hồ đã gặp một người quen. Đông Lý Tịnh. Thấy Đông Lý Tịnh, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tộc trưởng. Bà quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó lắc đầu, đã không nhìn thấu ngươi nữa rồi. Diệp Huyên cười nói, tộc trưởng, bất tử đế tộc ta có bao nhiêu người đến? Đông Lý Tịnh nói, 6. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy 12 viên đại đạo nguyên tinh ra đưa cho Đông Lý Tịnh. Cảnh giới của mấy người Đông Lý Tịnh hơi thấp, muốn đột phá đến ý cảnh khó khăn hơn những ngụy ý cảnh kia nhiều. Nếu những ngụy ý cảnh kia là sức mạnh thật sự thì gần như chỉ còn thiếu đại đạo bản nguyên chi khí thôi, còn mấy người Đông Lý Tịnh thì khác, bọn họ cũng không phải ngụy ý cảnh. Đông Lý Tịnh không từ chối mà nhận lấy đại đạo nguyên tinh kia. Diệp Huyên nói, tộc trưởng, nơi này từng là nhà Trúc Diệp Thần để lại, trong nhà Trúc có rất nhiều nhận xét liên quan đến võ đạo, mọi người có thể tu luyện ở đây, nếu gặp vấn đề gì có thể hỏi mấy người nhóm A Mệnh. Đông Lý Tịnh gật đầu, được. Lúc này,
một ông lão ở bên ngoài chợt cất lời, Diệp thiếu. Diệp Huyên quay đầu, ông lão kia cung kính thi lễ, Diệp thiếu, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta đồng ý đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyên cười hỏi lại, nghĩ kỹ chưa? Ông lão vội nói, nghĩ kỹ rồi. Diệp thiếu yên tâm, chúng ta đã ổn định tâm lý. Diệp Huyên nhìn những người đứng sau ông lão, những người đó cũng vội hành lễ. Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn mọi người, nếu mọi người đồng ý đi theo ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ mọi người đạt tới ý cảnh, thậm chí là trên ý cảnh, nhưng xin nói trước, sau này nếu có người đổi ý thì đừng trách ta không khách sáo. Ông lão vội nói, sẽ không đâu. Những người còn lại cũng vội gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không làm thế. Diệp Huyên cười, hoan nghênh mọi người gia nhập vào thần đình vũ trụ. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, mấy trăm viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện. Nhìn thấy những đại đạo nguyên tinh này, ánh mắt những cường giả ngụy ý cảnh xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng. Diệp Huyên búng ngón tay, những đại đạo nguyên tinh kia bay tới trước mặt mọi người. Diệp Huyên nói, chúc mọi người sớm ngày đạt tới ý cảnh. Tất cả cường giả ngụy ý cảnh đang có mặt lập tức cung kính cúi người, đa tạ Diệp thiếu. Lúc này, pháp tắc sinh mệnh ở bên cạnh hắn chợt dùng huyền khí truyền âm, ta hơi lo lắng. Diệp Huyên nhìn về phía pháp tắc sinh mệnh, cười nói, không sao đâu. Pháp tắc sinh mệnh nhìn Diệp Huyên, nếu bọn họ đều đạt tới ý cảnh, sau đó liên thủ, thì chưa chắc người có thể khống chế được bọn họ. Diệp Huyên cười nói, ý cảnh không có nghĩa là vô địch, cũng không có nghĩa là điểm cuối cùng. Pháp tắc sinh mệnh hỏi, nếu bọn họ đổi ý thì sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, giết. Pháp tắc sinh mệnh không nói gì, vì ả ta đã hơi không thể nhìn thấu Diệp Huyên rồi. Sau khi đi theo phụ thân của hắn một khoảng thời gian, bây giờ thực lực của hắn đã là một điều bí ẩn rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, không biết người dị duy có đi tìm phụ thân và Thanh Nhi không? Pháp tắc sinh mệnh chớp mắt, có lẽ bọn họ sẽ không đi đâu. Diệp Huyên cười ha ha, ai biết được. Dứt lời, hắn nhìn về phía ả ta, có hứng thú đi tới dị duy giới một chuyến không? Pháp tắc sinh mệnh lập tức xa sầm mặt, người đừng kích động. Diệp Huyên cười nói, sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà, không phải sao? Pháp tắc sinh mệnh còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên lại nắm lấy tay ả ta. Chúng ta đi thôi, dứt lời, hắn lập tức dẫn theo pháp tắc sinh mệnh cùng biến mất. Diệp Huyên và pháp tắc sinh mệnh nhanh chóng đi tới trước vòng xoáy màu đen kia. Mà lúc này, những phong ấn này đã ngày càng mở đi. Đờ! Không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn vòng xoáy màu đen, cười nói, cô sợ không? Pháp tắc sinh mệnh bình tĩnh đáp, không sợ. Diệp Huyên cười ha ha, vậy chúng ta đi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn pháp tắc sinh mệnh tiến vào trong vòng xoáy màu đen kia. Vào khoảnh khắc tiến vào trong, Diệp Huyên và pháp tắc sinh mệnh đi vào một thông đạo truyền tống kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, lúc này, pháp tắc sinh mệnh cất lời, thông đạo tới dị duy giới, do dị duy giới mở ra năm đó. Diệp Huyên hỏi, cô có tiếp xúc nhiều với người dị duy không? Pháp tắc sinh mệnh lắc đầu, chủ nhân mới tiếp xúc nhiều với bọn họ. Nói xong, nàng ta im lặng một lát, sau đó bổ sung thêm, còn có đạo nhất nữa. Đạo nhất. Diệp Huyên nhìn về phía xa, thật ra lần này hắn đến đây còn có một mục đích, đó là muốn hỏi thăm tin tức của đạo nhất. Theo hắn thấy, đạo nhất không nên có kết cục bi thảm như thế. Hai người nhanh chóng biến mất ở cuối thông đạo truyền tống. Trong một vùng tinh không không rõ, yên tĩnh như không có sự sống. Vũ trụ này cũng không phải vũ trụ của Diệp Huyên. Tinh không đột nhiên rung động. Sau đó, tinh không bắt đầu phập phồng như nước sôi trào, sau đó, có mấy hư ảnh xuất hiện trong tinh không này. Những hư ảnh này không phải xuất hiện từ trong không gian, mà là từ thời gian duy độ. Người dị duy. Khi người dị duy này xuất hiện, thời gian duy độ của tinh không này lập tức trở nên mạnh mẽ, không gian của tinh vực này bắt đầu không chịu nổi. Vì lực lượng của mấy người dị duy này thật sự quá mạnh. Sau khi xuất hiện, bọn họ nhìn một vòng xung quanh, một khắc sau, mấy người lập tức biến mất ở cuối tinh không, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua mấy chục tinh vực, không lâu sau đó, bọn họ dừng lại.
cuối tinh không cách bọn họ không xa là một cô gái váy trắng. Đây chính là mục đích của chuyến đi này của bọn họ. Bọn họ vẫn khá kiêng dè Diệp Thần, vì thế, bọn họ muốn lợi dụng người thân của Diệp Huyên để uy hiếp Diệp Huyên. Vốn dĩ phong ấn còn chưa giải trừ, bọn họ không thể đến vũ trụ của Diệp Huyên, nhưng bạn họ không ngờ cô gái váy trắng lại rời khỏi tinh vực đó. Đây thật sự là trời giúp bạn họ. Lúc này, người dị duy dẫn đầu cất lời, cô gái này không yếu đâu, chúng ta không thể coi thường. Cô gái váy trắng xoay người, nàng nhìn đám người dị duy ở phía xa kia, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc này, đám người dị duy đột nhiên xuất hiện cách trước mặt nàng vài chục trượng. Tên cầm đầu khàn giọng nói, người rất bình tĩnh. Cô gái váy trắng không nói gì. Lúc này, tên cầm đầu lại nói, người phụ nữ kia, tại sao ngươi lại bình tĩnh đến vậy? Cô gái váy trắng quan sát gã một chút, người dị duy. Gã đáp, đúng vậy. Cô gái váy trắng lắc đầu, xấu quá. Vừa dứt lời, nàng ấy đột nhiên rút kiếm. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên. Đám người dị duy liền bị chiêu kiếm này xóa sổ. Xiết trong nháy mắt. Cô gái váy trắng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cô gái váy trắng đã biến mất ở nơi trời sao xa xôi. Khi cô gái váy trắng rời đi, vùng tinh vực này cũng dần dần tiêu biến. Chiêu kiếm đó không đơn thuần chỉ giết chết đám người dị duy, mà còn phá hủy cả vùng tinh vực này. Chấm chấm chấm. Dị duy giới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên và pháp tắc sinh mệnh rốt cuộc cũng đến dị duy giới. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, dị duy giới này quả thật có chút khác với vũ trụ của hắn, kết cấu không gian nơi đây vô cùng quỷ dị, rất nhiều nơi không gian bị trồng lấp và tiêu giảm, nhìn bằng mắt thường thì rất hỗn loạn. Pháp tắc sinh mệnh nhìn xung quanh rồi nói, không gian của thế giới này vô cùng kiên cố. Diệp Huyên cảm nhận một lát, đúng như pháp tắc sinh mệnh nói. Không gian nơi này quả thật rất kiên cố, với sức mạnh của hắn cũng chưa chắc đã lay động được nơi đây. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người không xa. Thấy cô gái kia, sắc mặt Diệp Huyên lập tức sầm lại. Hắn biết người này, đây chính là muội muội A Cổ của đạo nhất, A Cổ nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì A Cổ chợt cười gằn, không ngờ rằng thứ nhân loại đê tiện ngươi lại dám đến dị duy giới. Ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. A Cổ lập tức biến sắc, ả liền nằm chặt tay phải lại, trong nháy mắt, ả đã tiến sâu vào trong thời gian duy độ. Nhưng Diệp Huyên vẫn chém xuống chiêu kiếm kia. Cả người A Cổ lập tức bay ngược ra ngoài. Chiêu kiếm này không thể tiêu diệt thời gian duy độ của A Cổ, nhưng vẫn có thể làm nó bị thương nặng. A Cổ vừa dừng lại được thì Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ả. Hắn bóp chặt lấy cuống họng A Cổ, bản thể đạo nhất ở đâu? A Cổ nhìn Diệp Huyên với vẻ oán độc, nhân loại đê tiện. Diệp Huyên đột nhiên nắm đầu ả thụi xuống đầu gối của mình. Thân thể A Cổ run lên kịch liệt, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm khốc vang vọng khắp nơi. Diệp Huyên buông tay ra, đạp một cú vào mặt A Cổ, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, bản thể đạo nhất ở đâu? Nhìn sát ý trong mắt Diệp Huyên. A Cổ thấy hơi sợ. Trực giác nói cho ả biết, tên nhân loại trước mắt này sẽ giết chết ả. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại tát thêm một cái lên mặt A Cổ. Bốp! Âm thanh giòn giã vang lên. Má phải của A Cổ lập tức sưng tấy lên. Diệp Huyên nhìn A Cổ, hỏi ngươi lần cuối, bản thể của đạo nhất ở đâu? A Cổ sợ hãi nhìn Diệp Huyên, sau đó run rẩy nói, ở núi Tu Di. Diệp Huyên nói, dẫn ta đi. A Cổ liền gật đầu, được. Lúc này, pháp tắc sinh mệnh bỗng lên tiếng, sợ là có điều gian dối. Diệp Huyên liếc mắt nhìn A Cổ, không sao, nếu dám lừa ta, ta sẽ băm ả ra. A Cổ. Chỉ chốc lát, A Cổ đã dẫn mọi người đến một vùng núi, ả chỉ vào nơi xa, ở trong đấy. Diệp Huyên nhìn A Cổ, còn sống không? A Cổ lập tức gật đầu, chỉ đang bị trấn áp thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có biết năm đó nàng vì cứu ngươi nên mới phản bội Diệp Thần không? A Cổ không nói gì. Diệp Huyên lại bảo, lúc ngươi giết nàng, hẳn là nàng rất đau lòng. Nói rồi, hắn dẫn pháp tắc sinh mệnh đi về phía xa. A Cổ ở sau lưng nhìn hai người Diệp Huyên,
Chợt Diệp Huyên lại nói, đừng dở trò gì cả, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. A cổ. Sau khi đi vào sơn mạch tu di, Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía, không gian nơi đây đâu đâu cũng có phủ văn màu máu quỷ dị phủ lên. Trong lòng Diệp Huyên dâng lên dự cảm không lành. Ba người tiếp tục tiến lên, đúng lúc này, một bóng mờ quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Bóng mờ quỷ dị này đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên vọt lên trước chém kiếm ra. 100 thuật rút kiếm chồng chéo. Vừa tung chiêu này ra, cái bóng mờ kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị xóa sổ. Lúc này Diệp Huyên quay đầu nhìn A Cổ, nàng ở đâu? A Cổ có chút sợ hãi nhìn Diệp Huyên, sau đó chỉ về phía xa. Diệp Huyên liền dẫn pháp tắc sinh mệnh biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát sau, cả hai đã đến một vùng thung lũng, nơi đây có một trụ đá, mà trên trụ đá này có một cô gái đang nằm. Chính là Đạo Nhất. Lúc này đây Đạo Nhất đang bị bốn cây đinh dài màu đỏ máu ghim tứ chi xuống, không chỉ thế, đôi ngươi nàng ta cũng bị hai cây đinh đỏ cắm vào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, hắn quay phát đầu nhìn A Cổ chợt lui lại vài bước. À nhìn Diệp Huyên, nàng vốn chỉ bị phong ấn bản thể, nhưng sau khi nàng giúp ngươi phong ấn Diệp Thần lại thì bị tộc nhân xử phạt, họ dùng đinh trùy hồn ghim lại nơi đó, khiến nàng sống không bằng chết, lấy đó để cảnh tỉnh tộc nhân. Diệp Huyên gào lên, nàng là tỷ tỷ của ngươi đấy. A Cổ cũng bỗng giận dữ nói, nhưng nàng đã phản bội tộc nhân. Nàng đã phản bội tộc nhân vì ngươi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, cơ thể rung lên. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt Đạo Nhất. Khi thấy thảm trạng của Đạo Nhất, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này đây, hắn vô cùng tự trách trong lòng. Hắn nên đến sớm hơn một chút. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên lên tiếng, là ngươi sao? Giọng nói vô cùng suy yếu. Diệp Huyên ngồi khuỵu xuống bên cạnh Đạo Nhất, dịu dàng đáp lời, là ta. Đạo Nhất lắc đầu, đi đi. Diệp Huyên, ta dẫn cô đi. Nói rồi, hắn liền đưa tay ra, nhưng Đạo Nhất lại bỗng nói, một mình ngươi thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đã nổi giận, cô câm miệng cho ta. Đạo Nhất sừng sờ, Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, trên người Đạo Nhất vẫn còn ghim 8 cây đinh đỏ như máu. Diệp Huyên đang định dùng sức rút ra thì A Cổ ở phía dưới đột nhiên nói, nếu ngươi cưỡng chế rút chúng ra, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Diệp Huyên gằn giọng, làm sao cứu nàng? A Cổ muốn nói rồi lại thôi, Diệp Huyên bỗng gào lên, phiền quá đi mất, có tin ông đây đánh chết ngươi ngay tại chỗ không? A Cổ biến sắc, ả vội nói, phải để các trưởng lão đến mới giải trừ được, ta không biết. Diệp Huyên quay sang nhìn Đạo Nhất, nói thầm trong lòng, thú thần tiền bối, có cách giải cứu nào khác không? Thú thần im lặng một lát rồi nói, tiểu tử, e là nàng ta không sống được nữa rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, sao có thể? Thú thần trầm giọng nói, đinh trùy hồn này ghim vào hồn phách của nàng, nhưng cũng là đang bảo vệ hồn phách cho nàng, nếu rút chúng ra, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Đám người dị duy này tàn nhẫn thật, đây là muốn nàng sống không bằng chết, hơn nữa còn không cho nàng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này Đạo Nhất lại bảo, đi nhanh đi. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất. Nàng ta chỉ khẽ mỉm cười, tên ngốc này, không phải ta đã bảo đừng tìm ta rồi sao? Diệp Huyên nắm lấy tay Đạo Nhất, run giọng nói, ta dẫn cô đi. Ta có cách cứu cô. Đạo Nhất chỉ lắc đầu, chết, là kết cục tốt nhất của ta rồi. Diệp Huyên cả giận nói, ta không cho phép cô chết. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, giúp ta rút đinh trùy hồn này ra, để ta giải thoát, được không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, trước đây ngươi từng nói, sống sót rất mệt mỏi, ta cũng thấy thế. Ngươi hiểu ta mà, đúng không? Diệp Huyên nắm thật chặt tay Đạo Nhất, đúng là sống sót rất mệt mỏi, nhưng thế gian này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Đạo Nhất, cô không nợ người dị duy, càng không nợ Diệp Thần, bây giờ cô hãy sống cho bản thân đi, được không? À không có cơ hội đó đâu. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ chân trời. Một khắc sau, một tên dị duy bỗng xuất hiện. Thấy người dị duy này, A Cổ ở cách đó không xa bỗng vui mừng khôn xiết, Hoàn Nhan tướng quân. Cứu ta! Phía chân trời,
Gã dị duy tên Hoàn Nhan kia không để ý đến A Cổ, mà chỉ nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Thần, ta không ngờ ngươi sẽ chủ động đến dị duy giới. Pháp tắc sinh mệnh ở cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, xung quanh có rất nhiều cường giả ý cảnh. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Đạo Nhất, ta dẫn cô đi. Đạo Nhất khẽ nói, không đi được nữa rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, nơi chân trời giờ đây đã có đầy ắp bóng mờ. Có tới mấy trăm người. Những người này toàn bộ đều ẩn nấp trong thời gian duy độ, nên hắn không thể thấy được bản thể của họ, mà chỉ có thể thấy được hư ảnh. Mà bọn họ đa số đều là ý cảnh. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, không phải nơi đây không còn đại đạo bản nguyên nữa sao? Tại sao dị duy tộc này lại có nhiều cường giả ý cảnh đến thế? Lúc này, Đạo Nhất bỗng nói, đa số bọn họ đều là cường giả ý cảnh từ thế hệ trước, bây giờ ngươi giết một, cường giả ý cảnh của dị duy tộc sẽ thiếu đi một, trừ khi bọn họ giết ngươi, đoạt lấy thể chất đặc biệt của ngươi rồi lợi dụng nó chuyển đổi linh khí. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thể chất của ta chuyển đổi linh khí được sao? Đạo Nhất gật đầu, thể chất của ngươi có thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao ta không biết? Đạo Nhất khẽ cười, bởi vì thể chất của ngươi đã bị muội muội ngươi phong ấn. Bị phong ấn? Diệp Huyên khẽ gật đầu, cha cũng đã nói chuyện này rồi, xem ra sau này phải bảo Thanh Nhi giải trừ phong ấn giúp mình. Đúng lúc này, Hoàn Nhan ở nơi chân trời đột nhiên nói, Diệp Thần, ngươi cảm thấy mình có thể thoát ra ngoài sao? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhan, nghe danh các hạ thực lực mạnh mẽ, ta muốn lĩnh giáo với ngươi một phen. Hoàn Nhan cười gằn, khiêu chiến với ta à? Diệp Huyên gật đầu. Hoàn Nhan lại nói, chắc chắn chưa? Chắc chắn. Vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyên lập tức biến mất tại chỗ, một khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan, rồi bỗng rút kiếm ra chém. Sắc mặt Hoàn Nhan lập tức thay đổi. Gã đột nhiên đưa ngang hai tay ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian liền cô đặc thành một lồng giam quỷ dị. Kiếm chém xuống. Ầm. Hoàn Nhan cùng mảnh không gian quỷ dị kia lập tức biến mất không còn thấy đâu. Bị xóa sổ. Tất cả người dị duy có mặt ở đây đều ngây ra. Diệp Huyên chậm rãi thu kiếm lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chết tiệt, thứ gì vậy? Xung quanh. Tất cả người dị duy dồn dập quay đầu nhìn theo hắn, mà ở nơi xa đó chẳng có gì cả. Thứ gì cơ? Đám người dị duy lại quay về nhìn Diệp Huyên, nhưng lúc này ai nấy đều sững người. Diệp Huyên biến mất rồi. Hắn bỏ chạy. Chạy rồi. Không một tên người dị duy nào ngờ được. Cứ chạy như thế hả? Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên, đuổi theo. Đuổi theo. Xung quanh, tất cả người dị duy đều biến mất ngay tại chỗ. Phía xa xa, Diệp Huyên một đường ngự kiếm lao nhanh. Đạo Nhất và pháp tắc sinh mệnh đã được hắn thu vào trong tiểu tháp. Mà lúc này đây, pháp tắc sinh mệnh đang trị liệu cho Đạo Nhất. Sắc mặt pháp tắc sinh mệnh có chút khó coi, bởi vì nàng ta phát hiện, sau khi sinh mệnh chi lực của mình tiến vào trong cơ thể Đạo Nhất thì đều bị bài xích. Trong cơ thể Đạo Nhất đã sinh ra tử khí. Không chỉ thế, linh hồn của nàng ta cũng bị đinh trùy hồn khóa lại, sinh mệnh chi lực căn bản không thể trị liệu linh hồn cho Đạo Nhất được. Đạo Nhất bỗng lắc đầu, đã muộn rồi. Pháp tắc sinh mệnh nhìn Đạo Nhất, hắn sẽ có cách. Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, các ngươi đều không chạy thoát được nữa. Pháp tắc sinh mệnh đang định nói chuyện thì lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng lại. Diệp Huyên nhìn phía xa, vùng không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo đầy quỷ dị. Bị đuổi kịp rồi. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Gã nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, hoàn toàn không ngờ rằng ngươi lại chủ động đến dị duy giới chúng ta. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này đây, quanh hắn đã có vô số người dị duy tụ tập lại. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, dẫn Đạo Nhất trở về. Trong tháp, pháp tắc sinh mệnh ngẩng đầu lên, không được, đi thì phải cùng đi. Diệp Huyên lắc đầu, nghe lời ta, dẫn nàng đi. Pháp tắc sinh mệnh trầm giọng nói, nàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Không trụ nổi nữa, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn đưa Đạo Nhất ra ngoài, lúc này đây,
linh hồn của nàng ta đã vô cùng suy yếu. Đạo Nhất bỗng nắm lấy tay Diệp Huyên, nàng ta khẽ mỉm cười, người thật sự muốn cứu ta ra sao? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất nhẹ giọng hỏi, người đến để cứu ta à? Diệp Huyên cười đáp, cô đoán đi. Đạo Nhất im lặng một lát rồi nói, ta có cách giải trừ đinh trùy hồn này. Nghe vậy, Diệp Huyên vội hỏi, cách gì? Đạo Nhất cười, người đưa kiếm khí của mình vào người ta đi, ta sẽ tự có cách. Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, thật không? Đạo Nhất chỉ cười, ta lừa ngươi làm gì? Diệp Huyên gật đầu, hắn nắm tay Đạo Nhất rồi thả một luồng kiếm khí ra, kiếm khí nương theo lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể Đạo Nhất. Nháy mắt, những cây đinh trùy hồn đang ghim vào thân thể Đạo Nhất liền bị đẩy ra ngoài. Mà sinh cơ trong thân thể Đạo Nhất cũng liền biến mất với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Diệp Huyên bối rối. Đạo Nhất chậm rãi bay lên, một lát sau, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi cười, ta sẽ ngăn lại tất cả mọi người ở đây, nửa khắc thôi đấy, ta chỉ có thể kéo dài cho ngươi được nửa khắc, trong lúc đó, ngươi nhất định phải chạy đi ngay, không được do dự gì cả, rõ chưa? Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên siết chặt tay phải lại. Một luồng hỏa diễm mạnh mẽ đột nhiên bao trùm lấy cơ thể nàng ta. Đốt hồn. Nàng ta chọn cách thiêu đốt linh hồn đã vô cùng suy yếu của mình. Đúng lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Đạo Nhất, cô gạt ta. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, đừng hành động theo cảm tính nữa. Bây giờ ngươi không rời đi thì không thể đi được nữa đâu. Nói rồi, nàng ta nhìn pháp tắc sinh mệnh, dẫn hắn đi. Pháp tắc sinh mệnh lắc đầu. Đạo Nhất khẽ cười nói, các ngươi muốn ta hy sinh vô ích sao? Diệp Huyên nắm lấy tay Đạo Nhất, một khắc sau, hắn bỗng đưa một thanh kiếm vào trong cơ thể Đạo Nhất. Kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn vừa tiến vào cơ thể Đạo Nhất đã chấn áp lại linh hồn của nàng ta. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta chỉ có thể tạm thời chấn áp linh hồn của nàng thôi, từ từ rồi linh hồn của nàng cũng sẽ biến mất. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta biết rồi. Đạo Nhất đang định nói chuyện thì Diệp Huyên bỗng cả giận quát lên, câm miệng. Đạo Nhất sững sờ người quát ta. Diệp Huyên cả giận nói, quát cô đấy. Hở một chút là muốn chết, cô rất thảm, nhưng cô có thảm bằng ta không? Bằng không? Đạo Nhất im lặng. Diệp Huyên lại nói, vì cứu ta cùng pháp tắc sinh mệnh, cô lại lần nữa chọn tự bạo, cô thì giải thoát được rồi. Nhưng cô có nghĩ đến ta và pháp tắc sinh mệnh không? Đạo Nhất trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Từ bây giờ phải nghe lời ta, được không? Đạo Nhất gật đầu, được. Diệp Huyên nói, cô có cách nào để giữ linh hồn mình không biến mất không? Không có. Diệp Huyên cả giận, nghĩ đi, phải nghĩ thì mới ra cách chứ. Đạo Nhất lắc đầu, ta không nghĩ ra, ngươi nghĩ đi. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi thầm trong lòng. Thú thần tiền bối, người có cách nào không? Thú thần trầm mặc một lát rồi đáp, không có. Diệp Huyên đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, người áo đen cách đó không xa đột nhiên khàn giọng nói, Diệp Huyên, người xem chúng ta là không khí à? Diệp Huyên đột nhiên quay lại gào lên, đừng làm phiền ông đây. Vừa nói xong, hắn đã vọt thẳng ra ngoài. Một luồng kiếm quang phá không lao đến trước mặt người đàn ông áo đen kia. Gã khiếp sợ trong lòng, mẹ nó, sao tên này chưa nói năng gì đã ra tay? Không bắt chuyện lấy một tiếng nữa. Đúng là thô lỗ. Tên áo đen tuy tức giận trong lòng, nhưng phản ứng của gã không hề chậm, trong nháy mắt khi Diệp Huyên ra tay đó, gã đã đấm ra một quyền, cú đấm vừa tung ra, vùng không gian kia trước mặt Diệp Huyên lập tức bắt đầu tan ra. Thời gian duy độ cũng tan ra theo. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Xoẹt. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp đất trời. Trong nháy mắt Diệp Huyên hạ kiếm xuống, vùng không gian trước mặt người áo đen nọ liền bị tiêu diệt. Đồng thời chiêu kiếm đó cũng xóa sổ luôn gã áo đen kia. Ngoài ra, một vùng lớn không gian trước mặt Diệp Huyên cũng bắt đầu tan biến từng tầng. Cho dù là không gian ở dị duy giới cũng không chịu được một kiếm này của Diệp Huyên. Bởi vì chiêu kiếm của Diệp Huyên là chồng lắp 100 lần thuật rút kiếm. Mà hắn vẫn chưa sử dụng cánh tay thần thú cùng thú thần quyết. Chỉ đơn thuần là 100 rút kiếm thuật chồng chéo.
Nhìn thấy người áo đen bị Diệp Huyên giết trong nháy mắt, ai nấy cũng đều sững sờ tại chỗ. Vậy là chết rồi. Sao có thể được? Tên nhân loại này không phải chỉ mới nhập thần cảnh sao? Bên cạnh, Đạo Nhất cũng quay sang hỏi pháp tắc sinh mệnh, tại sao hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Pháp tắc sinh mệnh trầm giọng nói, cha của hắn dẫn hắn đi phát tiết một vòng. Đạo Nhất khẽ nói, thì ra là như vậy. Phía xa xa, sau khi chém chết người áo đen kia, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thú thần tiền bối, có cách nào không? Thú thần do dự một lát rồi đáp, có một cách. Diệp Huyên hỏi, cách gì? Thú thần khẽ bảo, linh hồn hòa vào nhau. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối, đừng bảo ta phải song tu đấy nhé. Người biết mà, ta không phải loại người như vậy. Thú thần trầm mặc một hồi rồi nói, người đỉnh thật. Ta nói với ngươi là linh hồn hòa quyện, mà ngươi lập tức nghĩ đến song tu ngay. Sao ngươi dung tục thế? Diệp Huyên. Thú thần lại nói, linh hồn hòa vào nhau, chính là chỉ linh hồn bù đắp cho linh hồn, ngươi có thể dùng linh hồn người khác bù đắp vào linh hồn của nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm giọng nói, linh hồn bên trong thanh kiếm kia của ta. Thú thần nói, quá yếu. Linh hồn trong kiếm của ngươi quá yếu. Nàng ta hấp thụ chúng cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía đám người dị duy, hắn biết phải làm gì rồi. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, có cường giả đến. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một ông lão bước ra. Ông lão rất hư ảo. Không phải bản thể. Diệp Huyên cau mày lại. Đạo Nhất đột nhiên nói, là bản thể đấy. Lão rất mạnh, là cường giả ý cảnh đỉnh cao rồi, người không chống lại được đâu. Ý cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, không thể phủ nhận, khí tức của lão già này đúng là mạnh hơn gã áo đen ban nãy nhiều lắm. Một chiêu kiếm có lẽ không bắt được. Phía chân trời, ông lão kia đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên nhìn ra sau lão, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe Diệp Huyên nói thế. Ông lão theo bản năng quay đầu lại, nhưng gần như trong tích tắc, lão liền tỉnh lại, định ra tay thì lúc này Diệp Huyên đã đến trước mặt lão rồi. Chính trong tích tắc ấy, ông lão đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể phòng thủ bị động. Mà nháy mắt ông lão phòng thủ xong, kiếm Diệp Huyên cũng đã hạ xuống. Ông lão siết chặt hai tay, thoáng chốc, không gian xung quanh lão đã biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lên trên vòng xoáy, toàn bộ vòng xoáy rung lên kịch liệt, nháy mắt sau nó liền hóa thành hư vô, mà lúc này, ông lão kia chợt thối lui. Định chạy trốn. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên vọt về trước, lại chém xuống một kiếm. Lại là một trăm thuật rút kiếm chồng lắp. Chiêu này hạ xuống, quả thật như muốn hủy thiên diệt địa. Trong mắt ông lão kia đột nhiên co lại, hai cánh tay lão hướng lên trên. Nhưng bây giờ lão làm sao đỡ được chiêu kiếm này của Diệp Huyên được. Theo đường kiếm hạ xuống, hai tay ông lão liền bị chém đứt, mà Diệp Huyên cũng đúng lúc thu kiếm về. Ông lão kia sửng sốt, lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã chĩa thẳng vào hàng mày của lão. Thân thể ông lão cứng đờ tại chỗ, sau đó là đổ nát, chỉ còn dư lại linh hồn. Diệp Huyên tóm gọn lấy linh hồn của lão rồi đi đến trước mặt Đạo Nhất, hắn hô tay phải. Kiếm chấn hồn liền xuất hiện, tiểu hồn lập tức hấp thu linh hồn của ông lão rồi dung nhập vào trong cơ thể Đạo Nhất. Linh hồn của ông lão kia bị kiếm chấn hồn truyền lại cho Đạo Nhất, mà sau khi Đạo Nhất hấp thu được linh hồn của lão, sắc mặt của nàng ta trở nên tốt hơn nhiều. Hữu dụng. Diệp Huyên mừng rỡ trong lòng, hắn quay đầu nhìn đám cường giả dị duy tộc, thấy Diệp Huyên đưa mắt qua, bọn chúng ai nấy cũng đều bắt đầu đề phòng. Bởi vì bọn chúng phát hiện hình như đã đánh giá thấp tên nhân loại trước mắt này rồi. Đạo Nhất đột nhiên nói, rút lui trước đã. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất khẽ lắc đầu, cường giả trong dị duy tộc vẫn đang tới, người căn bản không thể lấy sức một người chống lại toàn bộ cường giả dị duy tộc được. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Nói rồi, hắn liền thu Đạo Nhất và pháp tắc sinh mệnh vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp. Dẫn các nàng đi. Tiểu tháp do dự rồi nói, tiểu chủ, chúng ta phải đồng sinh cộng tử, ta.
Diệp Huyên lạnh nhạt nói, vậy ngươi ở lại chống bọn dị duy tộc, ta dẫn các nàng đi. Tiểu Tháp liền đáp, cáo từ. Nói rồi, nó lập tức biến mất hút ở chân trời. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó lắc đầu, mẹ kiếp. Ngươi đúng là vô cùng nghĩa khí. Diệp Huyên không đi theo đạo nhất và pháp tắc sinh mệnh, bởi vì cường giả dị duy tộc đã chạy đến rồi. Nếu hắn không ở lại ngăn cản thì đạo nhất và pháp tắc sinh mệnh không thể thoát thân được. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, không gian nơi chân trời bỗng tách ra, một ông lão chậm rãi bước ra. Ông lão tóc trắng xóa, trên mặt trải đầy nếp nhăn, trông vô cùng già nua. Diệp Huyên nhìn ông lão, nói thầm trong lòng, tiền bối, người trước mặt này trên ý cảnh rồi sao? Thú thần đáp, không hẳn. Nói rồi, nó dừng lại một chút, nhưng người đánh không lại. Tại sao? Người có thể thử xem. Diệp Huyên cười nói, cược không? Thú thần hơi ngạc nhiên, cược gì? Diệp Huyên nhìn ông lão tóc trắng kia, nếu ta đánh thắng được lão, tiền bối sẽ làm gì? Thú thần hỏi ngược lại, nếu không đánh lại thì sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối có thể đưa ra một yêu cầu, trong phạm vi năng lực của ta thì tuyệt đối không chối từ. Thú thần cười hỏi, thật không? Thật. Thú thần cười ha ha, được. Nếu ngươi giết được lão, ta sẽ đồng ý một yêu cầu của ngươi. Diệp Huyên cười, chốt nhé. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão tóc trắng, hắn không hề cảm nhận được khí tức của lão. Ông lão tóc trắng này dù chưa vượt qua ý cảnh, nhưng chắc chắn đã là cường giả đứng đầu trong cấp bậc này rồi. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp thần. Diệp Huyên gật đầu. Lão đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Phía xa, ông lão tóc trắng híp mắt lại, lão cũng chỉ một ngón tay ra trước, thoáng chốc, đầu ngón tay của lão đã điểm lên trên mũi kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Trường kiếm run lên kịch liệt, sức mạnh to lớn bạo phát ra từ trong thân kiếm, không gian bốn phía liền nứt ra thành vô số mảng vỡ. Mà ông lão tóc trắng chỉ thối lui nửa bước, nhưng đã cưỡng chế chặn ngang lại được sức mạnh từ chiêu kiếm của Diệp Huyên. Đó là chiêu trồng chất 100 lần thuật rút kiếm. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp thần, người yếu đi quá nhiều so với quá khứ. Vừa nói xong, lão lại chỉ một ngón tay ra xoay tròn một vòng. Ầm. Cả người lẫn kiếm Diệp Huyên liền bị thổi bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ông lão tóc trắng liếc mắt nhìn thân thể Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, thân thể thật mạnh mẽ. Phía xa, Diệp Huyên liếc nhìn kiếm trong tay mình, khẽ cười nói, ông lão này ghê gớm thật. Thú thần nói, đã bảo ngươi bây giờ không đánh lại mà. Diệp Huyên hơi cong khóe miệng lên, chưa chắc đâu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, ông lão tóc trắng đã tiến lên trước một bước rồi tung một đấm ra. Đối đầu trực tiếp. Diệp Huyên vẫn rút kiếm, có điều lần này không còn là 100 lần nữa. Mà là 130 lần chồng chéo. Bởi vì lần này hắn đã sử dụng cánh tay thần thú. Lực lượng song long tụ lại toàn thân hắn, Diệp Huyên chém kiếm xuống, không gian mấy vạn trượng xung quanh liền sụp đổ. Chiêu kiếm này long trời lở đất. Trong nháy mắt Diệp Huyên sử dụng lực lượng song long đó, ông lão tóc trắng lóe lên một tia kinh ngạc từ đáy mắt, nhưng lão vẫn không thu quyền lại. Ầm. Một luồng kiếm quang nổ ra trên nắm đấm của ông lão, luồng sức mạnh to lớn chấn động ra khắp bốn phía, đám người dị duy ở xung quanh cũng phải thối lui liên tục. Thân thể của ông lão tóc trắng bắt đầu rung lên kịch liệt, bởi vì thân thể lão đã bắt đầu hơi không chịu nổi sức mạnh từ chiêu kiếm của Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, ông lão tóc trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Huyên thấy thế liền biết không ổn, nhanh chóng muốn lùi lại nhưng đã không kịp, chẳng biết vì sao, không gian chỗ hắn bỗng trở nên quỷ dị, một khắc sau, nắm đấm quỷ dị của ông lão đã nện thẳng vào bụng hắn. Ầm. Diệp Huyên liền bị hất ngược ra ngoài vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng của hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ông lão tóc trắng ở phía xa, lúc này đây, lão đang đứng ở vùng cực kỳ quỷ dị. Thời gian, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vừa rồi lão ta dùng thuật pháp gì vậy? Thú thần cười nói, không phải thuật pháp nào cả, đó là đảo ngược thời gian, là lợi dụng thời gian duy độ áp chế ngươi. Tiến hành quay ngược thời gian. Nói đơn giản hơn là lão sẽ vĩnh viễn nhanh hơn ngươi một bước,
trừ khi ngươi có thể chém rách được thời gian duy độ của lão, hoặc là trình độ thời gian của ngươi vượt qua lão, nếu không thì ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà với trình độ thời gian của ngươi hiện tại thì hoàn toàn không có cửa so được với lão, kiếm của ngươi cũng không thể phá được thời gian duy độ của lão, vậy nên, ngươi không đánh lại đâu. Vĩnh Viễn nhanh hơn mình một bước. Diệp Huyên trầm mặc. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh thì một kích ban nãy đã tiến hắn về trời rồi. Phía xa xa, ông lão tóc trắng kia chậm rãi đi đến chỗ Diệp Huyên, theo từng bước đi của lão, Diệp Huyên phát hiện thời không xung quanh hắn đột nhiên bắt đầu dần dần biến mất, không chỉ thế, hắn còn cảm giác thời gian duy độ của mình đang từ từ tan biến. Lão đang tiêu diệt thời gian duy độ của hắn. Thủ đoạn quỷ dị quá. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão tóc trắng, lúc này đây, lão đã trở nên hư huyễn. Diệp Huyên cau mày lại, bởi hắn phát hiện cơ thể mình đang không ngừng rung lên, không đúng, là đang phân giải. Lúc này, thú thần nói, ông lão này đang lợi dụng thời không duy độ để phân giải cơ thể ngươi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Thú thần nói, tiểu tử, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi có dùng thú thần quyết thì cũng không thể đánh bại được tên này đâu. Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt giờ là một màu đỏ rực. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên thôi thúc huyết mạch chi lực xong lại vận dụng thú thần quyết. Không gian nơi hắn đứng lập tức đốt nát. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của hắn. Diệp Huyên không hề phí lời mà lập tức rút kiếm ra chém. Thuật rút kiếm chồng chéo. Chiêu kiếm này vừa tung ra, thời không cùng thời gian duy độ trong mấy vạn trượng xung quanh liền bị chém nát. Mà bản thân ông lão tóc trắng kia cũng bị đẩy lùi về sau hơn mấy vạn trượng, nháy mắt lão vừa dừng lại được thì thân thể đã đổ nát, chỉ còn dư lại linh hồn. Mà lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa đấm một cú cách không về phía ông lão tóc trắng. Thần hồn của ông lão chịu đòn nghiêm trọng, lần nữa bị đánh bay. Tấn công thần hồn. Đây là thủ đoạn mới Diệp Huyên học được ở Khai Thiên Tộc, chiêu này quả thật là quá đỉnh khi dùng với người có thần hồn yếu ớt. Mà lúc này thần hồn của ông lão kia đang vô cùng yếu, bởi vì chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Huyên không chỉ phá hủy thân thể lão mà còn làm bị thương nặng thần hồn của lão nữa. Diệp Huyên không tiêu diệt lão ngay mà chỉ thu thần hồn của lão lại rồi cất đi. Đám người dị duy ở xung quanh đều bối rối. Vậy là giết được rồi. Lúc này... Thú thần thấp giọng thở dài, huyết mạch chi lực của ngươi. Bá đạo thật. Diệp Huyên cười nói, cũng nhờ vào thú thần quyết nữa. Nếu không có thú thần quyết của tiền bối phụ trợ, chỉ dựa vào huyết mạch chi lực của ta thì không thể giết được người này. Người dị duy cái gì cũng tốt, chỉ là họ quá chú trọng tu luyện thời gian duy độ. Một khi ngươi phá được thời gian duy độ của họ thì họ chẳng khác gì con cừu non, mặc người sâu xé. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng phát hiện. Người dị duy thật ra cũng không đáng sợ lắm, tất nhiên, điều kiện tiên quyết phải là phá được thời gian duy độ của họ. Diệp Huyên không ra tay nữa mà chỉ xoay người rời đi. Bây giờ việc cấp bách của hắn là cứu đạo nhất. Đúng lúc này, một luồng kim quang bỗng bay đến từ nơi xa xa. Nhìn thấy luồng kim quang này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, là tiểu tháp. Diệp Huyên xòe tay, tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi làm gì vậy? Không phải đã bảo dẫn các nàng rời đi à? Tiểu tháp cười lấy lòng, tiểu chủ, ta không nỡ để ngươi lại, ta muốn đồng sinh cộng tử với ngươi, ngươi không đi thì ta tuyệt đối không đi, ta. Diệp Huyên đen mặt, nói tiếng người. Tiểu tháp chỉ biết cười khổ, tiểu chủ, chúng ta đi không được nữa rồi. Không thấy đường về đâu cả. Không thấy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lúc này. Pháp tắc sinh mệnh và đạo nhất xuất hiện cạnh Diệp Huyên. Đạo nhất nhẹ giọng nói, tộc nhân đã rời thông đạo đi rồi. Bây giờ chúng ta không trở về được nữa. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, làm sao bây giờ? Diệp Huyên không nói gì, hắn xòe tay ra, linh hồn của ông lão tóc trắng kia xuất hiện, ý thức của lão đã bị Diệp Huyên tiêu diệt, đây chỉ là một linh hồn tinh khiết mà thôi. Diệp Huyên đưa cho đạo nhất, hấp thu đi. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, không hấp thu được không? Diệp Huyên vô cảm đáp, bởi vì lão là tộc nhân của cô à. Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên cả giận nói, cô đúng là ngu ngốc.
Pháp tắc sinh mệnh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên. Đạo nhất cũng lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên nổi giận, cô với Diệp thần đều là mấy kẻ vô cùng ngu ngốc. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, Diệp thần chính là người mà. Diệp Huyên cả giận nói, ta cứ mắng đấy. Không chỉ mắng, ta còn muốn đánh hắn nữa. Nói rồi, hắn lập tức tát một cái lên mặt mình. Tiếng bạt tai vô cùng vang dội. Tiểu tháp run rẩy, tiểu chủ, hành động này của người, ta không hiểu lắm. Đạo nhất hơi cúi đầu, đừng mắng nữa. Diệp Huyên cả giận nói, ta cứ mắng đấy. Tên Diệp thần này đúng là ngu ngốc vô cùng, rõ ràng là có thực lực vô địch mà còn phải chọn cái chết. Hắn không đánh lại người dị duy à? Hắn đánh lại được, nếu đã đánh được thì tại sao phải chọn cái chết? Vì cô à, mẹ kiếp cái tên ngu đó, hắn cho rằng để cô giết hắn là chứng tỏ được bản thân yêu cô sao? Ta yêu cái tổng tông nhà hắn ấy. Còn cô nữa đạo nhất, cô vì muội muội và tộc nhân phản bội lại Diệp thần, sau đó lại tự trách, thế mà lúc trước cô lại vì ta phản bội lại tộc nhân, mẹ nó, đầu óc cô bị bệnh gì à? Hay là cô thấy như vậy chơi mới vui? Lập trường của cô kiên định hơn một chút có được không? Cô làm như thế thì ta lẫn người dị duy đều lúng túng, có biết không hả? Đạo nhất không nói gì. Diệp Huyên nhìn linh hồn trong tay rồi lắc đầu cười, đạo nhất, ta tới nơi này để làm gì? Cô cho rằng ta đến chơi phải không? Ta tới cứu cô đấy. Mà bây giờ cô lại nói với ta người dị duy là tộc nhân của cô. Vậy thì ta là cái gì của cô? Nói rồi, hắn lấy một con dao găm ra đưa cho đạo nhất, cô đã nói người dị duy là tộc nhân của mình. Vậy ta hiện tại chính là kẻ địch của người dị duy, nào, dùng con dao găm này cắm vào tim ta đi, vậy là tộc nhân của cô sẽ được tự do rồi. Thân thể đạo nhất bắt đầu run lên. Diệp Huyên đột nhiên gào lên, đến đi, giết ta như giết Diệp thần năm đó đi, bây giờ chỉ cần cô ra tay, tộc nhân của cô liền chiến thắng. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nước mắt đạo nhất lập tức tuôn rơi. Đau. Lúc này. Đạo nhất cảm thấy lòng đau như cắt. Lời nói của Diệp Huyên thật sự quá tổn thương người khác. Pháp tắc sinh mệnh ở bên cạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện thì lại bị hắn liếc một cái. Pháp tắc sinh mệnh. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, sao lại không ra tay? Đạo nhất cũng nhìn Diệp Huyên, không nói gì, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tập kích tới từ phương xa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái chậm rãi bước tới từ phía chân trời. Cô gái đầu đội mũ vuông, trong tay cầm một cây quạt. Nhìn thấy cô gái, đạo nhất lập tức xa sầm mặt, là quân sư. Quân sư, Diệp Huyên cau mày, hình như đây là một nhân vật rất ghê gớm. Lúc này, đạo nhất lại nói, nàng ta là tham mưu của dị duy tộc ta, ngươi phải cẩn thận, ngươi. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, sống chết của ta có liên quan đến cô sao? Đạo nhất. Lúc này, thú thần cũng nói, tiểu tử, người này không đơn giản, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, vượt qua ý cảnh rồi sao? Thú thần trầm giọng đáp, không chỉ đơn giản là vượt qua ý cảnh. Không chỉ đơn giản là vượt qua ý cảnh. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Cô gái đi đến trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Nàng ta quan sát Diệp Huyên, cười khẽ, Diệp thần. Diệp Huyên nhìn cô gái, là Diệp Huyên. Cô gái cười nói, đúng thật bây giờ là ngươi, là Diệp Huyên, không phải Diệp thần. Tay trái Diệp Huyên nắm chặt kiếm, hắn đang định ra tay trước thì cô gái chợt cất lời, Diệp công tử, đừng ra tay, vì ngươi không giết được ta đâu. Ngươi ra tay chỉ lãng phí thời gian của chúng ta thôi. Diệp Huyên nhìn cô gái cười nói, Diệp công tử. Nếu ngươi muốn ra tay thì đợi một lát, bây giờ ta muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, nói chuyện gì? Cô gái chớp mắt, nói về tương lai của hai bên chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Cô gái nói tiếp, lúc trước ta từng phái người tìm muội muội của ngươi, cũng chính là cô gái váy trắng kia. Nghe thấy lời này, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, hắn nhìn cô gái, kết quả thế nào? Cô gái khẽ cười, những người ta phái đi đều chết cả rồi. Diệp Huyên im lặng. Cô gái nói khẽ, nàng ta còn mạnh hơn trong dự đoán của ta, không đúng, nên nói rằng thực lực của nàng ta không thua gì Diệp thần năm đó. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên,
không thua gì Diệp Thần, Diệp công tử, người nghĩ bình luận này của ta là đánh giá thấp hay đánh giá cao nàng ta? Diệp Huyên khẽ đáp, ta không biết. Cô gái cười nói, xem ra ta vẫn đánh giá thấp nàng ta rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô cố ý phái người đi tìm nàng là muốn biết rõ thực lực của nàng. Cô gái cười khẽ, không thì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái, vậy cô đã rõ chưa? Cô gái chớp mắt, Diệp công tử, người biết vì sao ta lại ở đây nói chuyện với ngươi không? Chính là vì ta phát hiện cô gái váy trắng sau lưng ngươi không hề đơn giản. Nếu không, cô gái vung nhẹ quạt, ta chỉ cần vung quạt một cái là có thể giết chết ngươi rồi. Đương nhiên ta biết trong băng cánh tay của ngươi có một tồn tại cường đại, nhưng dường như bây giờ nó rất yếu ớt, cho nên nếu ta muốn giết ngươi, có lẽ là một chuyện rất đơn giản. Trong lòng Diệp Huyên khẽ run rẩy, phát hiện sự tồn tại của tiền bối thú thần. Cô gái đột nhiên đi đến gần ba người nhóm Diệp Huyên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, nếu sau lưng ngươi đã có một tồn tại cường đại như thế, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải cá chết lưới rách, chúng ta có thể thương lượng, dù sao hình như chúng ta cũng chưa từng giết người của ngươi, không có thù sâu hận lớn gì, ngươi thấy sao? Diệp Huyên cười hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái đáp, Nguyệt Nha, công tử có thể gọi ta là Nguyệt Nha. Đây là tên ta đặt theo cách của loài người các ngươi. Nguyệt Nha. Diệp Huyên nhìn cô gái, Nguyệt Nha cô nương, cô muốn thương lượng thế nào? Nguyệt Nha cười nói, Diệp công tử, thứ dị duy tộc ta cần là đại đạo bản nguyên, cũng chính là thể chất của ngươi. Mà dường như thể chất của ngươi đã bị phong ấn, chúng ta có thể miễn phí mở phong ấn giúp ngươi. Đương nhiên, sau khi mở phong ấn, ta mong Diệp công tử có thể gia nhập vào dị duy tộc ta. Chỉ cần Diệp công tử đồng ý, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi Diệp công tử. Diệp Huyên hỏi, có gì thực tế hơn không? Diệp Huyên thầm cười khẩy, người phụ nữ này muốn lừa hắn à? Mẹ kiếp, sao không xem thử Diệp Huyên hắn là ai? Nguyệt Nha càng cười tươi hơn, Diệp công tử muốn yêu đãi gì? Diệp Huyên cười hỏi, Nguyệt Nha cô nương có thể cho ta cái gì? Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, nếu ngươi gia nhập dị duy tộc, cung cấp đại đạo bản nguyên cho tộc chúng ta. Địa vị của ngươi ở dị duy tộc sẽ chỉ đứng sau tộc trưởng thôi, không chỉ như thế, chúng ta còn sẽ dốc hết khả năng giúp Diệp công tử nâng cao thực lực của mình. Diệp Huyên nói, ta chỉ cần phụ trách chuyển đổi huyền khí là được rồi sao? Nguyệt Nha cười đáp, phải. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta cảm thấy không đơn giản như thế. Ta nghĩ, chắc chắn Nguyệt Nha cô nương vẫn còn yêu cầu khác, cô nói xem. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên. Sau đó nói, đúng là có một yêu cầu nho nhỏ. Đó là để sau này không xuất hiện một vài phiền phức không cần thiết, Diệp công tử phải giao ra một hồn một phách và một luồng ý thức của ngươi cho dị duy tộc ta. Đương nhiên chắc chắn chúng ta sẽ không làm hại Diệp công tử. Diệp Huyên đang định cất lời thì Đạo Nhất ở bên cạnh chợt nói, không được. Nguyệt Nha nhìn về phía Đạo Nhất trầm giọng nói, nếu ngươi giao một hồn một phách cho dị duy tộc thì ngươi sẽ bị bọn họ kiểm soát cả đời. Diệp Huyên lại nhìn Đạo Nhất, có liên quan đến cô à? Đạo Nhất hơi tức giận nói, ngươi có cần nhỏ mọn thế không? Diệp Huyên lắc đầu, không phải ta nhỏ mọn, Đạo Nhất, cô có thể xác định lập trường của mình trước không? Đạo Nhất im lặng. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, cô lại im lặng, được. Cô thích làm sao thì làm, ta không quan tâm nữa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nguyệt Nha cô nương. Ta cảm thấy điều kiện của cô không phải không thể chấp nhận, nhưng ta muốn trở về thương lượng với người của mình, cô thấy có được không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh Nguyệt Nha, hắn muốn tìm cớ để chuồn đấy. Nguyệt Nha trở tay quạt một cái. Vụt! Một người dị duy bị quạt bay. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn người bị quạt bay ở cách đó không xa, nói năng linh tinh, sao Diệp công tử có thể là loại người đó được? Dứt lời. Nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, đúng không? Diệp Huyên cũng cười, Nguyệt Nha cô nương, chuyện lớn thế này, ta nhất định phải trở về thương lượng, cô thấy sao? Nguyệt Nha gật đầu, đương nhiên rồi, nếu đã như thế thì Diệp công tử trở về đi. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ta có thể đi rồi sao? Nguyệt Nha nói, đi đi, không ai ngăn cản Diệp công tử đâu. Diệp Huyên nhìn pháp tắc sinh mệnh và Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Nói xong,
hắn xoay người rời đi. Lúc này, Nguyệt Nha chợt cười nói, Diệp công tử, đạo nhất không trở về cùng ngươi đâu. Nàng là người dị duy, đương nhiên phải ở lại dị duy tộc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên u ám. Mẹ kiếp! Quả nhiên không đơn giản như vậy. Nguyệt Nha nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyên nhìn đạo nhất trầm giọng nói, ngươi đi đi. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, bây giờ bọn họ muốn dùng cô để uy hiếp ta. Cô nói xem ta nên làm thế nào đây? Đạo nhất lắc đầu, ta sẽ không để bọn họ đạt được mục đích đâu. Diệp Huyên cười châm chọc sao, lại muốn chết à? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên nhìn chằm chằm đạo nhất, ta không phải Diệp thần, ta sẽ không do dự thiếu quyết đoán. Bây giờ, ta muốn cô trả lời ta một câu, cô đi theo ta, hay là ở lại dị duy tộc? Nếu cô bằng lòng đi theo ta, hôm nay ông đây sẽ liều mạng dẫn cô ra ngoài, nếu không ra ngoài được, chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Nếu cô chọn ở lại dị duy tộc, vậy giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta. Liều mạng ra ngoài. Nguyệt Nha ở bên cạnh nhìn đạo nhất, cười không nói gì. Diệp Huyên lại nói, nếu cô chọn ở lại dị duy tộc tuyệt đối đừng nói là vì tốt cho ta. Diệp Huyên ta không cần tốt thế này, hiểu chưa? Đạo nhất chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Huyên không nói gì thêm đợi nàng ta tự ra quyết định. Nếu đạo nhất thật sự quyết định ở lại dị duy tộc, thì hắn sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của nàng ta nữa. Hắn nói được làm được. Pháp tắc sinh mệnh cũng nhìn đạo nhất, nàng ta biết Diệp Huyên khác với Diệp thần trước đây. Nếu đạo nhất chọn ở lại dị duy tộc, chắc chắn Diệp Huyên sẽ đoạn tuyệt quan hệ với đạo nhất. Đạo nhất im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, nếu chủ nhân năm đó cũng thế này thì tốt biết bao. Dứt lời, nàng ta đi tới bên cạnh Diệp Huyên, bắt đầu từ bây giờ, ta đi theo ngươi, cho dù sống hay chết. Diệp Huyên cười to, hắn nắm lấy tay đạo nhất, sau đó xoay người nhìn về phía Nguyệt Nha cô nương, ta muốn dẫn đạo nhất đi. Nguyệt Nha lắc đầu, ta không cho phép. Diệp Huyên cười to, ông đây cần cô đồng ý sao? Nói xong, hắn lập tức đưa đạo nhất và pháp tắc sinh mệnh vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh trường kiếm nằm trong vỏ xuất hiện, một khắc sau, hắn lập tức xông lên, sau đó rút kiếm chém một phát. 100 đạo thuật rút kiếm. Một kiếm chém ra, chấn động đất trời. Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, vung quạt xếp trong tay về phía trước. Oanh! Cây quạt chạm thẳng lên mũi kiếm của Diệp Huyên. Ầm! Trường kiếm trong tay Diệp Huyên rung động kịch liệt, sau đó, hắn bay ra ngoài mấy nghìn trượng. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, khi nãy người nói muốn liều mạng ra ngoài, bây giờ ta thấy hình như không được đâu. Diệp Huyên nhìn Nguyệt Nha, sau đó cười nói, ta có được gọi người không? Nguyệt Nha híp mắt, ngươi có thể thử xem. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, Diệp Huyên nhìn tiểu tháp, trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có lá bài tẩy gì thì lấy ra đi. Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên sa sầm mặt, ngươi đừng có giả chết. Tiểu tháp không có phản ứng. Diệp Huyên đen mặt, ngươi có ý gì? Tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, ta đau bụng, không nói nữa. Ngươi tự lo đi. Diệp Huyên. Tiểu tháp lập tức chạy vào trong cơ thể Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Mẹ nó, cái tháp này không đáng tin chút nào. Đối diện với Diệp Huyên, Nguyệt Nha khẽ cười. Diệp công tử sao ngươi lại không gọi người đến vậy? Diệp Huyên nhìn Nguyệt Nha khẽ nhếch miệng. Ta biết Diệp công tử vẫn còn át chủ bài. Diệp công tử có thể thi triển, để ta được chiêm ngưỡng. Nói rồi, nàng ta khẽ dừng lại một chút, sau đó mới tiếp. Ta còn biết Diệp công tử am hiểu âm mưu quỷ kế, hiện tại nếu Diệp công tử còn kế sách gì đó thì cũng có thể sử dụng. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, lúc này, quanh hắn đều là người dị duy. Hắn đã bị bao vây rồi. Giết sạch phá ra ngoài. Không thực tế. Lúc này, âm thanh của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, ta sắp không trấn áp được linh hồn của tỷ tỷ đạo nhất rồi. Nghe vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên càng u ám hơn. Ở phía xa, Nguyệt Nha chớp mắt, nhưng mà đạo nhất sắp không kiên trì được nữa rồi. Nói rồi, nàng ta cầm quạt điểm nhẹ bên cạnh mình,
một cái ghế xuất hiện, nàng ta ngồi xuống ghế, cười nói, Diệp công tử, ta có thể kéo dài được, nhưng ngươi có thể dây dưa mãi được không? Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi đã không muốn ta đi thì ta ở lại vậy. Vừa nói xong, vẻ mặt tươi cười của hắn bỗng trở nên hung dữ, mà trong cơ thể, máu huyết bắt đầu sôi sục, dần dần thân thể hắn đã biến thành một màu đỏ rực. Huyết mạch chi lực. Ngay khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên lập tức dùng thần thú quyết. Một luồng sức mạnh tuôn ra từ trong cơ thể, không gian xung quanh lập tức bắt đầu rung chuyển. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười dần biến mất. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang đỏ như máu rồi hắn biến mất. Nguyệt Nha cũng không đứng dậy mà khép quạt, chạm về phía trước, lập tức chạm vào kiếm quang kia. Kiếm quang lập tức nổ tung, nhưng, Nguyệt Nha trực tiếp lùi ra ngoài đến trăm trượng. Một kiếm chém bay Nguyệt Nha, Diệp Huyên cũng không đuổi theo mà quay thân chém vào một người dị duy ở bên phải, người dị duy kia chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Diệp Huyên chém nát thân xác. Còn linh hồn lại bị Diệp Huyên trực tiếp thu vào trong tiểu tháp. Lần này, đạo nhất không hề từ chối, lập tức hấp thụ. Sau khi một kiếm của Diệp Huyên chém chết một người dị duy, khi hắn vẫn còn muốn ra tay, Nguyệt Nha kia đã xuất hiện trước mặt, Diệp Huyên chắn ngang kiếm theo bản năng. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay lùi đi. Nguyệt Nha nhìn Diệp Huyên, các ngươi lui xuống. Nghe thấy lời của Nguyệt Nha, các cao thủ người dị duy trong sân đều lui xuống. Diệp Huyên nhìn Nguyệt Nha đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên đã biến mất. Nguyệt Nha khẽ nhếch miệng cười lạnh, nàng ta bỗng thu quạt về, lao về phía trước, chạm ngón tay, đầu ngón tay vừa đụng, không gian bỗng chốc nứt ra, ngay cả kiếm quang cũng nứt vỡ. Không gian kỳ dị chỗ hai người lập tức bị nghiền nát hủy diệt. Sức mạnh của hai người quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả không gian của dị duy giới cũng không chống đỡ nổi. Một kiếm không thành, Diệp Huyên thu kiếm vào vỏ, sau đó lại rút mạnh kiếm chém ra. Lúc này, hắn không hề nương tay. 130 thuật rút kiếm. Ngay khi một kiếm này chém ra, Nguyệt Nha lập tức nheo mắt, đáy mắt có chút u ám, tay phải nàng ta làm thành trưởng, sau đó khẽ đẩy về phía trước, trong lòng bàn tay, một luồng sức mạnh kỳ dị lẳng lặng xuất hiện. Sức mạnh duy độ thời gian. Lúc này, kiếm rơi xuống. Nguyệt Nha lập tức bị đánh lùi đến vạn trượng, mà không gian trong vòng vạn trượng lập tức hóa thành hư vô bởi một kiếm của Diệp Huyên. Một kiếm chém bay Nguyệt Nha, Diệp Huyên không ra tay tiếp, lập tức quay người biến mất nơi chân trời. Nguyệt Nha đang định đuổi theo, thì lúc ấy một giọng nói đột nhiên vang lên trong sân, để hắn đi. Nguyệt Nha nhíu mày, nàng ta quay đầu nhìn, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang chậm rãi bước đến. Tư cảnh. Đại trưởng lão dị duy tộc, địa vị trong dị duy tộc chỉ đứng sau tộc trưởng. Nguyệt Nha cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng bàn tay nàng ta có một vết thương do kiếm chém rất sâu. Nguyệt Nha khẽ cười, người này chẳng qua chỉ vừa mới nhập thần, nhưng sức chiến đấu đã có thể làm ta bị thương rồi. Nói rồi, nàng ta nhìn Tư cảnh, bây giờ không giết hắn, tương lai sẽ thành họa lớn. Tư cảnh nhìn phía xa. Vẻ mặt bình tĩnh, người ngươi cử đi tìm cô gái váy trắng, toàn bộ đã ngã xuống rồi đúng chứ? Nguyệt Nha gật đầu, đúng. Tư cảnh nói, người đánh giá thực lực nàng ta thế nào? Nguyệt Nha ngẫm nghĩ rồi nói, không yếu hơn Diệp Thần năm đó. Có thể là mạnh hơn ta nghĩ, đương nhiên, cũng có thể yếu hơn. Tư cảnh nhẹ giọng nói, nàng ta mạnh hơn Diệp Thần. Nguyệt Nha cau mày, sao lại thấy vậy? Tư cảnh nói, tại sao người này đến hiện tại còn chưa thức tỉnh? Nghe vậy, con người Nguyệt Nha chợt co lại, bị trấn áp rồi. Tư cảnh gật đầu. Nguyệt Nha im lặng. Diệp Thần bị trấn áp, ai mạnh ai yếu chẳng phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao? Tư cảnh nhẹ giọng nói, năm đó, tộc ta đánh giá nhầm thực lực của Diệp Thần, khiến tộc ta tổn hại nghiêm trọng, lần này, chúng ta không thể phạm phải lỗi lầm năm đó nữa. Nguyệt Nha bỗng nói, ta có một cách. Tư cảnh nói, nói. Nguyệt Nha cười nói, báo cho Diệp tộc. Diệp tộc. Tư cảnh khẽ nhíu mày, tại sao? Nguyệt Nha khẽ nhếch miệng, năm đó chuyện Diệp tộc làm không phải tuyệt tình bình thường,
mà nếu để bọn họ biết được người bọn họ muốn giết vẫn chưa hoàn toàn biến mất, người nói xem, bạn họ có thể nhịn sao? Tư Cảnh nói, không thể nhịn, nhưng... Nguyệt Nha cười nói, nhưng đang lo Diệp tộc sẽ gây bất lợi cho dị duy tộc ta. Tư Cảnh gật đầu. Nguyệt Nha lắc đầu, không cần lo lắng, nếu Diệp tộc còn để ý hắn ta, năm đó đã không giúp dị duy tộc ta rồi, càng sẽ không ép hắn ta chết. Giữa Diệp tộc và Diệp thần, chắc chắn không thể làm hòa. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, thật ra có một chuyện mà đến nay ta vẫn không hiểu. Về Diệp thần này, nếu nói rằng trước giờ chưa từng có ai giống vậy thì cũng không ngoa, nhưng tại sao Diệp tộc của Vĩnh Sinh Giới không chỉ đuổi khỏi Vĩnh Sinh Giới, mà còn muốn giết chết hắn? Tư Cảnh khẽ nói, có thể là vì quá yêu nghiệt. Nguyệt Nha nhìn Tư Cảnh, Tư Cảnh nói, Diệp Huyên này năm đó ở nhà họ Diệp không phải cũng vậy sao? Quá ưu tú thì sẽ phá vỡ một vài thế cân bằng, thậm chí là đe dọa địa vị một vài người. Giống như hoàng đế trong giới thế tục, nếu thái tử quá xuất sắc, hoàng đế có thể chịu nổi sao? Nguyệt Nha gật đầu, đúng thật là vậy. Tư Cảnh lại nói, tạm thời không báo cho Diệp tộc. Nguyệt Nha nhìn Tư Cảnh nói, có ba nguyên do, thứ nhất, tuy cô gái váy trắng mạnh, nhưng có lẽ chưa đến mức nghiền nát được tộc ta, thứ hai, nếu lúc này báo cho Diệp tộc, một khi giết chết Diệp Huyên rồi thì đại đạo chi thể thuộc về ai? Tộc ta chắc chắn không thể tranh chấp với Diệp tộc của Vĩnh Sinh Giới, thứ ba, theo ta biết, tuy Diệp thần bị đuổi khỏi Vĩnh Sinh Giới, nhưng năm đó hắn là người yêu nghiệt nhất gia tộc, người ủng hộ hắn cũng không ít. Năm đó, khi hắn bị đuổi khỏi Vĩnh Sinh Giới, 19 thuộc hạ của hắn không phục, lập tức tạo phản, mà 19 người này lại được nhiều người ủng hộ, ước chừng cũng mấy vạn người bao vây lấy Diệp tộc. Nói rồi, hắn ta khẽ lắc đầu, lần đó, mặc dù Diệp tộc trấn áp, nhưng cũng khiến Diệp tộc từ đại gia tộc đứng đầu Vĩnh Sinh Giới biến thành thứ hai rồi. Nguyệt Nha có chút xúc động, một người ưu tú như vậy, mà lại có kết cục như vậy. Tư Cảnh gật đầu, tuy biết Diệp tộc năm đó quét sạch rất nhiều người của Diệp thần, nhưng... cũng khó tránh một vài người trong đó đã ẩn nấp. Ngoài ra, theo ta điều tra năm đó, khi ấy Diệp thần từng có hôn ước với đại tiểu thư Hách Lạp tộc, mà bây giờ, đại tiểu thư Hách Lạp tộc này đã trở thành nhân vật đứng thứ hai trong Hách Lạp tộc rồi. Nguyệt Nha nói, chỉ là hôn ước mà thôi, huống hồ, liên hôn giữa các tộc lớn đều là vì lợi ích, bây giờ Diệp thần đã không còn là thế tử Diệp tộc nữa rồi, e rằng Hách Lạp tộc cũng sẽ không thừa nhận nữa. Tư Cảnh lại lắc đầu, không. Năm đó khi Diệp thần bị Diệp tộc vây bắt, đại tiểu thư Hách Lạp tộc này còn đích thân mang người đến cứu giúp Diệp thần. Theo ta biết, năm đó Diệp thần có thể toàn thân rút lui, một phần nguyên do là vì đại tiểu thư Hách Lạp tộc này. Bởi vì đại tiểu Hách Lạp tộc này lúc đó đã vì Diệp thần mà triệu hồi hồn tiên tổ Hách Lạp tộc lên, rõ ràng, đại tiểu thư Hách Lạp tộc đối với Diệp thần không chỉ đơn giản là vì lợi ích. Hách Lạp tộc này ở Vĩnh Sinh Giới tuy chỉ đứng thứ ba, nhưng nếu nàng ta còn có tình với Diệp thần thì cũng sẽ là bất lợi với chúng ta. Nói rồi, hắn ta nhìn phía xa, chúng ta cứ đối phó với Diệp Huyên và cô gái váy trắng trước, nếu thực lực cô gái váy trắng kia vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta quá nhiều thì báo cho Diệp tộc, nếu Diệp tộc muốn tiêu diệt Diệp thần hoàn toàn thì chắc chắn sẽ giết Diệp Huyên, mà nếu bọn họ giết Diệp Huyên, nhất định sẽ chống lại cô gái váy trắng, lúc đó chúng ta dù không thể có được bản thể đại đạo của Diệp thần nhưng cũng có thể nắm đủ hết linh khí bên ngoài và cả vũ trụ này. Đủ để chống đỡ dị duy tộc ta ít nhất là vạn năm. Nguyệt Nha gật đầu, chuyện này có thể. Tư Cảnh chợt nói, phong ấn còn bao lâu sẽ va chạm? Nguyệt Nha nói, nhiều nhất là nửa tháng. Tư Cảnh lại nói, có biết cô gái váy trắng hiện tại ở đâu không? Nguyệt Nha trầm giọng nói, hiện tại có là nàng ta đã đến thần khư. Tư Cảnh khẽ nhíu mày, nàng ta đến đó làm gì? Nguyệt Nha lắc đầu, không biết, thực lực người này quá mạnh. Người của chúng ta không dám lại gần, chỉ có thể đi theo từ xa. Tư Cảnh im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ đối phó với nàng ta, nhất định phải làm rõ thực lực của nàng ta. Nguyệt Nha ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, cũng được, người phải cẩn thận. Tư Cảnh cười nhạt, yên tâm, cho dù không địch lại được cô gái này, nhưng nếu ta muốn đi thì có 10 nàng ta cũng không thể ngăn ta được. Lời nói vô cùng tự tin. Với thực lực hiện tại của hắn ta, không thể nói là vô địch thế gian, nhưng nếu hắn ta không hiếu chiến, ngoài nơi biến thái như Vĩnh Sinh Giới kia thì trên thế gian này thật sự không có bao nhiêu người có thể giữ hắn ta lại. Một lúc sau, Tư Cảnh đã biến mất.
Nguyệt Nha quay người nhìn nơi xa, một lúc sau, nàng ta khẽ cười, Diệp Huyên à Diệp Huyên, người đứng sau ngươi e là không thể để ngươi dựa được nữa rồi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Dưới sự hướng dẫn của thần thú, Diệp Huyên đã tìm được đường ra, sau đó rời khỏi dị duy giới. Sau khi trở về tinh không bị phong ấn kia, Diệp Huyên lập tức thả đạo nhất ra, lúc này đạo nhất vô cùng yếu ớt, vết thương do trùy hồn đâm vào lúc trước thật sự quá nặng. Nếu không phải nhờ kiếm chấn hồn và linh hồn hai cao thủ ý cảnh kia thì đạo nhất đã mất rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói trong lòng, thần thú tiền bối, người có cách gì không? Thần thú im lặng một lúc, còn có một cách, chỉ là không biết người có nguyện ý hay không? Diệp Huyên vội nói, tiền bối cứ nói. Thần thú nói, bổ trợ linh hồn. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, song tu. Thần thú im lặng một lúc, người đúng là tên háo sắc. Diệp Huyên. Thần thú cũng đành chịu, ta nói bổ trợ linh hồn, người lại nghĩ đến chuyện song tu. Là lời của ta có ý khác hay sao? Diệp Huyên cười nhạt, ta hiểu sai rồi. Thần thú lạnh nhạt nói, hiểu sai, ta thấy là ngươi thật sự muốn song tu đấy. Diệp Huyên lập tức nghiêm mặt nói, tiền bối chớ nói bậy, Diệp Huyên ta không phải người như vậy. Thần thú nói, ngươi là cầm thú. Diệp Huyên, thần thú lại nói, quay lại chuyện chính, linh hồn bổ trợ, chính là dùng linh hồn ngươi bổ trợ linh hồn nàng ta, nói đơn giản cũng giống như linh hồn dung hòa, dưới tình huống như vậy, linh hồn nàng ta có thể được bồi bổ, nhưng ngươi sẽ trở nên suy yếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.